Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Lời nói đầu tiên mình xin cảm ơn tất cả những anh em đã ủng hộ và theo dõi trong thời gian vừa qua. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, kênh YouTube của mình đã bị dính hai gậy bản quyền, kèm theo đó là thông báo sẽ chấm dứt kênh trong vòng 30 ngày nữa. Mình thật sự rất sốc vì điều đó. Sau khi nhận được một vài lời khuyên cũng như những góp ý từ những kênh zombie khác, mình đã quyết định tạo ra một kênh YouTube mới để thỏa mãn đam mê cũng như gần gũi với anh em nhiều hơn. Và đây chính là kênh YouTube mới của mình. Anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sau sự cố vừa qua, mình đã ngồi và xem lại quãng đường từ khi mới bắt đầu làm YouTube về Unbi, từ những video đầu tiên cho đến ngay lúc này là video mới nhất. Mình cũng xin cảm ơn channel Vinny Luffy đã luôn hỗ trợ cũng như là người bạn, người truyền cảm hứng cho mình lập ra channel này. Nếu Thú Hoành Sợi Tóc Đỏ là người truyền cảm hứng cho Luffy làm hải tặc thì Vinny Luffy chính là người truyền cảm hứng cho mình lập ra channel này. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình xem lại quãng đường từ lúc bắt đầu cho đến ngày hôm nay nhé. Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tôi đang thu nhập thông tin để làm những video kia, nhưng sau khi xem xong 3 tập phim anime 939, 940 và 941 mới nhất, tôi đã quyết định dừng chủ đề kia để làm video này, bởi nếu không làm ra tôi sẽ vô cùng bức bối trong người. Cuộc sống ta là những chặng đường giữa sự sống và cái chết. Khi bạn được sinh ra trên cõi đời này cũng là lúc bạn phải đối diện với cái chết. Quan trọng là nó gần hay xa mà thôi. Mỗi khi người ta chết đi sẽ trở thành cát bụi. Có những người chết đi ngàn năm sau vẫn còn lưu danh muôn đời, họ vẫn sống mãi trong lòng của mỗi người. Còn có những người chết đi thậm chí chẳng ai biết đến hay để tâm. Vì thế khi còn sống hãy đừng nên lãng phí thời gian của mình, mà hãy sống một cách cho có ích để khi mất đi người ta vẫn nhớ mình như đã từng tồn tại. Hình ảnh lãnh chúa Yasue ngã xuống trên con đường ngập tràn hoa anh đào của thủ đô Wano, nó càng làm tôi trở nên xao xuyến đến lắng động. Đã từ rất lâu rồi kể từ cái chết của E, cánh hoa anh đào thanh nhuần nhẹ nhàng rơi dưới dòng nước cuốn trôi, không cầu được tất cả biết đến, chỉ cầu được đón nhận và đứng hình ảnh lưu lãnh mỹ mãn nhất. Đó chính xác là những gì lãnh chúa Yasue mong muốn người dân ở Wano biết đến mình. Bởi riêng cá nhân tôi, Yasue không đáng đón nhận cái chết của mình như vậy. Quả thật nó quá tàn nhẫn. Đồng cảm với Yasue bao nhiêu thì mọi sự căm ghét dồn nén của tôi lên đài Orochi bấy nhiêu. Bởi tác dụng phụ của trái nhãn quỷ Smile, nó trộn lẫn vào những hàng phế thải của thủ đô Hoa dành cho những người dân nghèo ở thị trấn Ebisu. Họ mất đi tất cả biểu cảm, trừ tiếng cười. Trước cái chết của lãnh chúa Yasue, họ không còn cảm xúc nào khác ngoài cười, đó là sự tột cùng của đau khổ. Đến lúc chết đi, xác của ông vẫn không được yên nghỉ, đưa vào tay kẻ phản bội Kanjuro, người đã nằm vùng 20 năm của gia tộc Korosumi. Phải chăng có hay không, chuyện Oda ngầm xác nhận, Yasue đã phải trả giá cho cái sai lầm của mình 20 năm về trước. Nuôi ông tay áo và nuôi cáo trong nhà. Cái ngày ông thu nhận kẻ tiểu nhân Orochi, người mà khiến người dân Wano sống trong tột cùng của sự đau khổ, bởi sự tham lam của mình. Đúng là trên đời giúp vật vật trả ơn, giúp người người báo oán. Đây là những suy nghĩ cũng như cảm xúc riêng bất chợt của tôi trong video này. Tôi hy vọng anh em thích nó. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Unbi là bộ manga cho ta vô số bài học đáng quý cũng như lấy đi rất nhiều nước mắt của độc giả trên toàn thế giới. Chuyến hành tình của Luffy với vua hải tặc trở thành vua hải tặc là một chuyến đi gian nan và đầy nước mắt. Thế nhưng trong gian khổ khó khăn, cậu đã đứng lên giành lấy chính nghĩa, bảo vệ đồng đội và những người yêu quý. Từng chapter của bộ truyện trôi qua là những bài học khiến ta phải suy nghĩ. Trong One Piece, mỗi sự hy sinh đều mang một ý nghĩa. Từ đó ta có thể biết được nhiều hơn về tình bạn, tình đồng đội cũng như tình anh em. Kể cả động vật của con người và xa hơn là những người đã khuất. Ok, hôm nay tôi và các bạn cùng điểm lại những cuộc hội ngộ đáng mong chờ nhất của One Piece. Và dĩ nhiên đây là quan điểm của cá nhân tôi và riêng tôi, để xem tôi và các bạn có bao nhiêu phần trăm giống nhau nhé. Vị trí thứ 10, Reddy và Crocus. Reddy là thiện phó của băng hải tặc Roger. Đã bao nhiêu năm trôi qua, mặc dù đã có tuổi nhưng vua bóng tối Silver Reddy vẫn rất mạnh. Bằng chứng, ông đã đấu tay đôi với Dudok Kizaru ở Sabaody để cứu băng hải tặc Ngũ Rơm. Sau khi băng hải tặc Roger giải tán, Reddy đã trở thành thợ trắng thuyền ở quần đảo Sabaody, giúp các thuyền đi tới đảo người cá. Và ở đây Luffy lần đầu tiên đã gặp người mà sau này cậu nhận là thầy, khi băng Ngũ Rơm nhờ ông trắng con tiền Thousand Sunny. Crocus là vị bác sĩ nổi tiếng ở thời đại của Roger, nên ông đã được mời gia nhập băng hải tặc Roger với vị trí bác sĩ trên tàu, giúp vua hải tặc qua được cơn bạo bệnh nhằm thực hiện chuyến đi cuối cùng. Và Crocus đã đồng ý. Ông phiêu lưu cùng băng hải tặc này tầm 3 năm cho tới ngày băng hải tặc Roger giải tán. Mặc dù không phải là những thành viên ban đầu của băng hải tặc Roger, nhưng Crocus là người có khả năng chiến đấu không phải dạng tầm thường. Ngoài ra cũng là một người bạn nhậu tâm đầu ý hợp với Roger. Sẽ có gì tuyệt vời hơn nếu cả hai gặp lại nhau làm một điều gì đó lớn lao nhỉ? Giúp băng Ngũ Rơm hoàn thành điều gì đó chăng? Bởi cả hai đều có ấn tượng rất tốt với Luffy. Khả năng này không cao nên tôi chọn nó là vị trí thứ 10 của video này. Vị trí thứ 9, Franky và Kozuki Oden. Trong phần hồi tưởng về Kozuki Oden, trong chuyến phiêu lưu của mình cùng Roger tới hòn đảo cuối cùng,
Odin cùng các thành viên của băng Loser đã ghé thăm Water Seven nhằm sửa con tàu hay thăm người bạn cũ Tom. Hay chính xác là ở chapter 967, Odin đã có cuộc nói chuyện với Frankie. Vậy là trong băng hải tặc của Rome chỉ có một mình Frankie đã từng gặp Odin, người đàn ông vĩ đại của đất nước Wano. Chưa biết được rằng Frankie có nhận ra Odin hay không, hay ít nhất là một chút ký ức về Odin. Mà ở những chapter mới đây nhất của Wano, Odin đã cho Frankie liên tục sử dụng những trang phục giống Odin 20 năm về trước. Nói có vẻ rất hoang tưởng bởi Odin đã chết, Frankie cũng không thể gặp lại Odin, nhưng ít nhất với tôi thật sự tuyệt vời nếu Frankie nhận ra Odin, người đàn ông vĩ đại của Wano đã được gặp 20 năm về trước thông qua một tờ truy nã chẳng hạn, hay tranh chân dung về Odin. Ký ức sẽ lại lùi về, tôi hy vọng Oda sẽ không bỏ qua chi tiết này. Vị trí thứ 8, Bo Hancock và Luffy. Nữ hoàng hải tặc Bo Hancock là một nhân vật có nhan sắc xinh đẹp trong One Piece và được rất nhiều chàng trai tham thương trộm nhớ. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ để ý bất cứ gã đàn ông nào cho đến khi gặp được tình yêu sắc đánh của mình, Luffy, tên nản Gosu ở chapter 517. Ai cũng biết được rằng Bo Hancock yêu Luffy say đắm và luôn hết lòng có thể giúp và bảo vệ Luffy, chăm sóc cho Luffy. Đôi lần cô còn mơ mộng viễn vông về tình yêu giữa hai người nữa. Dù không biết bị Luffy phủ phàng biết bao nhiêu lần, nhưng Boa vẫn một lòng một dạ với tên não Gosu. Bằng chứng là cô đã cố gắng đưa Luffy đến Imeldown, nơi giam giữ E cũng như những tên tù nhân ghê tởm đáng sợ nhất thế giới. Cô từ bỏ cái tôi lớn nhất của mình, chấp nhận tham gia cuộc chiến, đi đến nơi giam cầm tù nhân bậc nhất One Piece, chấp nhận ngay những lời bẩn thỉu từ bọn tù nhân, chỉ để thông báo cho E rằng Luffy đang đến cứu anh. Trong cuộc chiến Marineford, cô đã nhiều lần ra tay gián tiếp giúp Luffy cứu En. Sau trận chiến ở đảo phụ nữ là nơi Jerry giúp Luffy tập trong thời gian Time Skip. Sẽ như thế nào nếu Luffy sẽ gặp lại Bo Hancock? Tôi chưa hình dung ra được nó sẽ như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn Bo sẽ vẫn như ngày nào, vẫn thẹn thùng và không dám nhìn vào mắt Luffy. Còn ở Luffy, với một người vô tư vô nghĩ, hay nói đúng hơn là não cô sâu, chắc chắn sẽ chạy lại và ôm Bo một cách tự nhiên. Đúng là có phước mà không biết hưởng anh em nhỉ. Vị trí thứ 7, Frankie và Sinopi. Sẽ thật vô lý nếu ở vị trí thứ 7 này, nhưng phải thật, sau khi xem Arc de Dressrosa, ngoài chiến thắng của Luffy trước gia tộc Doflamingo, hồi ức tuyệt vời của Lap, thì trận chiến của Frankie và Xenos khiến tôi đặc biệt quan tâm. Nó không đơn thuần là một cuộc chiến, nó là cả một danh dự của những người đàn ông, hay nói đúng hơn là một sự giải thoát. Frankie chiến đấu vì những người hùng tí hon, Tôn Tatan, phá hủy nhà máy Smile, Thoát Action Set, những người lao động khổ sai ở đây, còn với Xenos, tôi thấy cuộc chiến này giống như là một sự giải thoát đối với anh. Trong suốt cuộc chiến với Frankie, Xenos chiến đấu như một người đàn ông đúng nghĩa, ăn miếng trả miếng, cả hai đều tôn trọng lẫn nhau. Khi cuộc chiến đã đi tới hồi kết, một hồi ức nhỏ của Xenos về người vợ và đứa con Guinness bé bỏng. Nó quá thật làm tôi cảm động. Tôi không biết Xenos đã vào gia đình Doflamingo như thế nào, nhưng Doflamingo đã cảm thấy vui vì đã có một thành viên như Xenos trong gia đình, bỏ qua cái gia đình nhỏ của mình để thực hiện những mệnh lệnh do Doflamingo giao cho. Để rồi chính cái gia đình lớn đã làm đánh mất đi cái gia đình nhỏ của mình. Con chết và mất trí, nó quá sức chịu đựng của một người đàn ông. Anh chẳng làm gì ngoài việc ăn mặc giống kim đét chỉ để vợ anh vui, mặc cho người đời dèm pha. Để rồi khi chiến đấu với Frankie, Xenos muốn được chết nhanh chóng để có thể gặp được kim đét. Nó giải thoát anh khỏi tội lỗi mà anh đã gây ra, hay ít ra được anh được chăm sóc kim đét ở bên kia thế giới. Frankie tôn trọng anh hết sức có thể. Frankie lau nước mắt cho Xenos. Này người anh em, anh đã nhớ điều gì mà khiến cho nước mắt lăn dài vậy? Hẹn ngày tái ngộ, lúc đó tôi và anh sẽ cạn chén sake nồng bạn sự đời. Sau cuộc chiến ở Dressrosa, các thành viên của gia tộc Doflamingo đã bị nhốt ở ngục Imeldown. Doflamingo chắc chắn ở tầng 6 và các thành viên còn lại sẽ được phân chia theo từng tầng khác nhau, cùng theo mức tiền truy nã và độ nguy hiểm. Xenos chắc chắn sẽ ở tầng 4 hoặc 5. Vậy tại sao tôi lại mong có một cuộc hội ngộ này? Ngoài mong ước của Frankie ở chapter 775, tôi cũng còn một niềm tin mãnh lực sẽ có một ngày nào đó các thành viên của băng Wooden sẽ quay trở lại Imeldown làm một điều gì đó, chẳng hạn như cứu Sabo theo cách mà 2 năm trước Luffy đã làm. Nếu có, chắc chắn Oda sẽ làm gì đó một điều khác biệt, hay thậm chí là quy mô hơn. Tôi mong điều này xảy ra bởi sẽ còn một nhân vật và một cuộc hội ngộ của nhân vật này cũng có trong video này. Tới lúc đó, tôi hy vọng Frankie sẽ ở đúng lời hứa cạn chán sake nồng cùng người anh em Xenos ở tầng 5, địa ngục băng giá. Vị trí thứ 6, Buggy và Rayleigh. Trong xuyên suốt bộ truyện, Buggy là hải tặc mang đến cho tôi nhiều tiếng cười nhất. Sau những pha tấu hài ở đại hải trình, Buggy đột ngột xuất hiện ở Imeldown cùng với Luffy giải thoát các tù nhân ở đó, tham gia cuộc chiến vĩ đại Marineford, được Râu Trắng mời gọi hợp tác, là người duy nhất dám đôi co với Tứ Hoàng Sang, là cựu hải tặc tập sự cùng với Sang trên tàu của Roger, là người cháu thân thiết của Odin, lãnh chúa vĩ đại của Wano. Nghe tiểu sử thôi cũng khiến những tên hải tặc ở tầng thế giới phải lạnh người. Sau cuộc chiến ở Marineford, Buggy trở thành một thắt vô hải chỉ cung cấp lính đánh thuê và buôn bán vũ khí. Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, sau hội nghị Reverie,
hệ thống thất khu hải bị xóa bỏ, Buggy trở lại làm hải tặc và bị truy đuổi. Với một hải tặc huyền thoại như Buggy không dễ gì để bị bắt. Vậy tại sao lại có vị trí thứ 6 này? Trở lại phần hồi tưởng của Oden, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Buggy thân thiết với Rayleigh như thế nào. Nếu Roger xem sắc như con đẻ của mình thì với Rayleigh, Buggy cũng vậy. Lúc gặp băng búa lơm ở Saburi, Rayleigh nhắc với Buggy một cách đầy thương mến. Hai trong cuộc trốn chạy khỏi Imodau ở tổng bộ hải quân, Buggy xác nhận rằng rất nhớ Rayleigh. Sẽ còn nhiều tuyệt vời hơn nếu Buggy cùng với Rayleigh tới Wano, nơi liên minh của búa lơm đang chống lại Kaido. Chịu và vớ thân tình với người chú Oden, nghĩ tới thôi cũng làm tôi phấn khích. Vị trí thứ 5, Luffy và Wano. Ở phần Alabasta, một tình bạn đẹp giữa Luffy và Wano nở ra, dù cả hai ở hai chiến tuyến khác nhau. Nhưng điều đó không ngăn cản được tình bạn của họ. Giống như Luffy, Wano đã bị bắt và bị giam ở tầng 3 ngục Imodau, địa ngục chết đói. Trong hành trình xuống cứu E, Luffy đã gặp Wano, một tình bạn đẹp thì dù gặp ở đâu nó vẫn đẹp. Có thể nói Luffy là người ngây thơ hay thậm chí những thứ xung quanh với cậu hết sức tự nhiên, và cậu có sức hút cực kỳ to lớn đối với những người xung quanh mình, kể cả đó là những người bạn hay thù đi chăng nữa. Nếu Zoro nguyện dùng thân mình để chứng chịu mọi đòn đau của Luffy ở Thilabat, khiến một Bo Hancock ghét đàn ông cũng trở nên yếu mềm, thì ở đây với tư cách là một người bạn, Bon Chan hết lần này đến lần khác cứu Luffy. Chính Bon Chan là người đã đưa Luffy đến gặp Iwankov nhằm loại độc tố của Magellan. Chưa dừng lại ở đó, chính Bon Chan là người đã giải danh cục trưởng Magellan, ra lệnh cho đám lính mở cánh cổng nhằm đưa Luffy đến tổng bộ hải quân. Để rồi đến lúc bị phát hiện, Bon Chan sẵn sàng đón nhận cái chết. Một tình bạn tuyệt vời. Trong lúc đầu của video có nói về Franky và Xenos, tôi hy vọng Oda sẽ có một pha comeback cực lớn về Imodau, nơi tôi cực kỳ ấn tượng, dù biết rằng điều đó rất khó khăn. Ngoài cuộc gặp gỡ giữa Franky và Xenos, thì Luffy gặp lại Bon là điều hết sức tuyệt vời. Bạn có nghĩ rằng Bon Chan đã chết sau đòn tấn công của Magellan, hay tốt hơn là bị giam ở tầng 6, địa ngục vĩnh viễn? Với tôi lại nghĩ rằng sau khi Iwankov thoát khỏi ngục Imodau, vị trí ở tầng 5.5 dường như không bị bỏ trống, sẽ chẳng ai thích hợp hơn Bon Chan làm chủ ở đó cả. Bởi Bon Chan không đáng bị giam ở tầng 6 sau tất cả những gì đã dành cho Luffy. Vị trí thứ 4, Brook và cá voi Labon. Tôi chọn vị trí thứ 4 vì đây là câu chuyện nhân văn giữa con người và động vật. Labon là loài cá voi có tên là Sina, sống theo bầy đàn ở vùng biển Tây. Trong một lần tình cờ, Labon đã lạc cha mẹ mình để đi theo một băng hải tặc, và đương nhiên nó nghĩ rằng đây là bầy đàn của nó. Băng hải tặc đó cũng xem nó như là một thành viên của cá băng, vui vẻ ca hát nhảy múa sống chết có nhau. Cho đến lúc rời đi vì vài lý do, họ gửi Labon lại cho Crocus chăm sóc. Nhưng ở tân thế giới, mọi thứ không đi là mơ, tất cả đã ra đi và không có ngày trở lại. Đã 50 năm trôi qua, nó vẫn ở đây chờ đợi. Đến lúc Crocus nói rằng băng hải tặc đó đã chết và không còn nữa, nó tìm mọi cách bơi qua đại hải trình nhằm tìm kiếm đồng đội. Nhưng Crocus đã không cho nó làm điều đó, bởi ông biết nó sẽ trở thành miếng mồi thực phẩm 2-3 năm trong đám hải tặc ở tân thế giới. Nhưng bằng linh tính của một loài động vật gắn liền với đại dương, nó khẳng định rằng đồng đội nó vẫn sống. Nói đúng hơn là một người còn sống. Nhờ vào sự thông minh của Luffy mới bắt nó chờ đợi Luffy về để tiếp tục cuộc chiến. Nó không thể tiếp tục làm tổn thương nó nữa. Trở lại Labon, linh tính của một loài cá voi hết sức tuyệt vời. Trong phần Thilabas, sau khi Brook, một bộ xương biết nói như nhặt băng mũ rơm, mọi thứ đã sẵn trở nên sáng tỏ hơn. Brook chính là một trong những thành viên của băng hải tặc Rumba, băng hải tặc mà Labon đã chờ đợi bấy lâu nay. Ở chapter 506, trong cuộc nói chuyện với Rayleigh, Brook đã thừa nhận rằng ra khơi chỉ để tìm băng hải tặc Rumba. Luffy đang đi đúng con đường của vua hải tặc Roger đã đi qua. Điều này có nghĩa sau khi trở thành vua hải tặc, Luffy cùng đồng đội sẽ quay lại đây tiếp tục cuộc chiến còn dang dở với Labon. Sẽ còn gì tuyệt vời hơn nếu Brook, một cựu thành viên của băng hải tặc Rumba, đây là băng hải tặc mũ rơm, đàn vũ khúc Pinsake bên cạnh chú cá voi Labon. Vị trí thứ 3, Dragon và Luffy. Gia đình Luffy là một sự khác biệt. Ông nội là anh hùng hải quân, cha là nhà cách mạng, con là hải tặc. Nó nôm na là một gia đình phức tạp, giống như lời Senoku đã nói. Và riêng cá nhân tôi gáp lòng người sống nội tâm. Với ông, ranh giới giữa gia đình và công việc hết sức rõ ràng. Ông luôn hướng những người thân trong gia đình đi theo con đường chính nghĩa tốt đẹp bằng cách muốn tất cả làm hải quân. Nhưng nói là một chuyện mà làm thực hiện hay không là một chuyện khác nữa. Cả The Dragon và Luffy đều chọn hai con đường riêng. The Dragon là một nhà cách mạng chống lại chính quyền thế giới, là bộ mặt của tập Thiên Long Nhân. Việc ông làm nó không chống lại hải quân, nhưng cũng không theo hải quân, giải cứu ít nô lệ, đem lại hòa bình cho những nơi không thuộc liên minh của chính quyền thế giới. Mọi việc ông làm đều muốn giúp những người dân ở tầng lớp thấp hèn. Với Luffy có vẻ như ngoài cái tên thì ký ức về cha mình hình như là một trang giấy trắng. Ở chapter 431, nếu Gáp không nói thì có lẽ cậu không biết được cha mình là ai. Và có vẻ như Luffy không quan tâm đến cha mình cho lắm. Bằng chứng trong số các báo mới ra nói đến cuộc tấn công của Roden tại căn cứ của quân cách mạng, Luffy chỉ hỏi thăm tình hình của Sabo. Nhưng The Dragon luôn quan tâm và theo dõi Luffy bằng cách riêng của mình.
Lúc ở thị trấn Lugutau, nếu không có The Dragon ra tay thì có lẽ Luffy đã bị bắt trong tay thợ trăng hải tặc Smoker. The Dragon có lẽ thường xuyên gặp hay liên lạc với Gap hơn. Trong tương lai chắc chắn sẽ có cuộc gặp mặt đầy thú vị này. Tôi chỉ tò mò không gian và địa điểm nó như thế nào thôi. Tôi hy vọng nó mang một không gian tươi đẹp hơn là bi thương. Vị trí thứ hai, Usopp và Yasopp. Có rất nhiều lý do để Yasopp và Usopp gặp lại nhau trong tương lai, nên tôi ưu tiên vị trí thứ hai. Yasopp là xạ thủ của băng hải tặc tóc đỏ, ông là cha của Usopp, xạ thủ của băng hải tặc Gurren. Dù đã bỏ lại Usopp ở lại quê hương nơi quê nhà, nhưng ông vẫn luôn nhớ, luôn yêu thương và tự hào với đứa con trai là xạ thủ của mình. Khi nói chuyện với Luffy về Usopp, Yasopp tuy rất áy náy nhưng vẫn kiên định với lý tưởng của mình. Tôi rất nhớ nó, nhưng tôi không thể giúp nó ngay lúc này được. Ước mơ biển cả đang chờ đợi tôi. Yasopp cũng có rất nhiều nét tính giống Usopp, điển hình là việc lôi kéo đồng đội vào các cuộc trò vui của mình. Yasopp rất tự hào về con trai, có thể đi kể hàng ngày hàng giờ về Yasopp cho Luffy. Điều này cũng giúp Luffy nhận ra Usopp dựa theo những câu chuyện của cha anh. Ông đã cảm thấy rất gần gũi với Luffy bởi Luffy cũng trạc tuổi đứa con trai uy quý mà ông đã bỏ lại. Trong khi Yasopp là một xạ thủ của băng hải tặc tóc đỏ nổi danh ở trong thế giới, thì Usopp, một trong mùa qua yếu đuối của băng hải tặc Gurren, cũng đang tiến bộ từng ngày. Với việc bộc phát Haki quan sát ở Dressrosa là một minh chứng, việc cả hai đều là thành viên của hai băng hải tặc mạnh mẽ thì gặp chuyện nhau chắc chắn sẽ xảy ra. Dù muốn hay không, tôi hy vọng Oda sẽ không phải làm nó quá bi thương. Vị trí thứ nhất cũng là vị trí đáng mong chờ nhất, Sách và Luffy. Cậu muốn ra khơi sao? Thôi nào, cậu còn làm gì biết bơi? Tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Tôi sẽ có những đồng đội tuyệt vời và sẽ sớm vượt qua anh. Này nhóc, ta giao cho nhóc cái mũ. Đến một ngày nào đó hãy trả lại ta chiếc mũ này và khi đã trở thành một hải tặc vĩ đại. Những cung tranh ở chapter 1 mang lại sự truyền cảm hứng mới lạ. Sắc là một tướng hoàng của biển cả, băng hải tặc của Sắc chưa bao giờ bại trận, nói nôm na là bất bại. Ngoài ra mối liên hệ của Sắc và chính quyền thế giới cũng không tầm thường. Ở chapter 957, khi hải quân tiết lộ tiền truy nã của các tướng hoàng, hầu hết mọi người từ đâu đen, đâu trắng, Big Mom tới Roger bị viết lấy cả tên và họ trên tờ truy nã. Chỉ riêng Sắc và Kaido là không có họ mà thay vào đó là những biệt danh của mình là Sắc tóc đỏ và Kaido bách thú. Chưa nói đến Kaido, có khi nào hải quân đã không cập nhật họ của Sách vì có sự can thiệp của các thiên long nhân, bởi họ không muốn một kẻ nội bộ của gia tộc lại là hải tặc dơ bẩn. Trên thế giới chỉ có Sách mới là người hải tặc duy nhất được Ngũ Lão Tinh cho gặp mặt. Ngoài ra Ngũ Lão Tinh cũng rất lo ngại Sách, dù như thế nào đi nữa cũng không làm cho Sách nổi giận. Còn Luffy, người được Sách đặt được cả cánh tay của mình, đang trở nên mạnh mẽ, liên tục khuấy đảo ở tân thế giới, hết Imidao cho tới Marineford, đảo bánh và bây giờ là Wano. Cuộc chiến đang ở phần sôi nổi. Còn nhiều tuyệt vời hơn nếu Sắc đến Wano cùng với Buggy giúp Luffy, hay xa hơn là hoàn thành tâm nguyện của Oden, người mà cả hai vô cùng yêu mến. Hoặc trong tương lai, tôi hy vọng Sắc và Liên minh của Lơm sẽ làm một điều gì đó chấn động thế giới. Ok, trên đây là những phân tích tập trung giả thiết của tôi cũng như thứ hạng 10 cuộc hội ngộ đáng mong chờ nhất One Piece. Và dĩ nhiên đây là ý kiến của tôi cũng như giả thiết của cá nhân tôi. Tôi hy vọng anh em thích nó. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh và bấm một chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tôi rất vui vì đã được nghe nhập băng của anh Roger. Đó là những lời mà Oden đã nói ở chapter 958. Sau khi hoàn thành chuyến đi cuối cùng của mình đến hòn đảo Lao Theo, bắt đầu từ cuối chapter 959 và kết thúc ở chapter 973. 15 chapter, phần hồi tưởng về Kozuki Oden là phần hồi tưởng dài nhất, hay nhất, hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Chúng ta có thể thấy Oda ngầm xác nhận rằng Oden quan trọng như thế nào đối với One Piece. Mặc dù đã chết 20 năm về trước, nhưng những gì Oden để lại khiến cho người ta phải nể phục, thương nhớ. Thậm chí nó xảy ra với Kaido, một kẻ thù, hay run sợ như một Orochi tiểu nhược mỗi lần được nhắc đến. Một anh hùng trong các anh hùng của One Piece, dẫu cuộc đời ông là một chuỗi dài những cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố. Oda làm chúng ta kinh ngạc trước sức mạnh của Oden ngay từ khi xuất hiện, sau đó có phần giận dữ và xót thương khi ông làm chú múa suốt một thời gian dài, để rồi cuối cùng làm bùng nổ sự hưng phấn cảm phục trong bộ sứ tử của chính mình 20 năm về trước. Còn như thế nào thì ok, không để anh em đợi chờ thêm nữa, hãy ngồi lại cùng mình bàn luận về nhân vật vĩ đại của đất nước Wano này nhé. Ở Nhật Bản, Oden không chỉ là món ăn của người dân trong các dịp lễ cổ truyền, mà còn là món ăn chính không thể thiếu mỗi khi mùa đông về. Vì vậy, ngày 22 tháng 2 hàng năm là ngày quốc tế Oden, và đó cũng là ngày Kozuki Oden, một samurai vĩ đại của đất nước Wano ra đời. Ra khơi cùng với Rau Trắng, được Rau Trắng xem như huynh đệ của mình, bởi tất cả các thành viên trong băng gọi ông là bố già, chỉ có Oden là ngoại lệ. Oden cũng là người khiến vua hải tặc phải quỳ gối đề nghị vào băng của mình để hoàn thành chuyến đi cuối cùng để hòn đảo Lao Theo. Tuổi thơ, Oda lấy niềm cảm hứng nhân vật Oden từ Mikoto, một vị thần biển và đảo của Nhật Bản. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Oden đã có một tuổi thơ dữ dội. Chưa đầy một tuổi, ông đã ném vú nuôi ra khỏi phòng. Năm 2 tuổi, ông bắt con thỏ bằng tay khóc. Năm 4 tuổi, ông đếm một tảng đá to bự vào một con gấu và đập chết nó. 6 tuổi, ông lùm sụp các khu phố đèn đỏ để vui chơi. 8 và 9 tuổi, Oden đánh nhau với đám con bạc trong giới Yakuza Nhật Bản, để rồi họ phải cấm ông quay trở lại. Đỉnh điểm là khi ông phóng hỏa đốt nhà những kẻ dám chống mình năm 10 tuổi, sau đó buộc phải đi lao động ở mỏ đá Udon và trở thành ông trùm đời nay sau khi mãn hạn tù. Vì thấy cảnh người dân Wano sống trong khô hạn,
Oda ngay lập tức đã bẻ một dòng sông vào kinh thành, biến nơi này thành biển nước, để rồi sau đó chuồn ra biển nhưng không thành. Năm 15 tuổi, Oda xin được việc trong một ngôi đền trên núi, đêm đêm bắt cóc các phụ nữ để thành lập một dàn harem. Những phụ nữ thì không nói gì, nhưng những ông chồng và người thân của họ kéo tới giải cứu thì tất cả đã bị Oda đánh bại. Sau sự kiện đó, toàn Wano được biết đến với sự kiện loạn harem. Với những gì đã xảy ra, phụ thân của Oda là Sukiyaki đã quyết định phế bỏ ông trở thành một người thường dân. Ngoài ra, các cách âm tiễn biệt của một người chết cũng rất lạ, ăn một đồ lão Oda trên xác chết và đang thiêu. Vì theo Oda, lão Oda ăn phải thật nóng. Nhân cách. Theo lời Sengoku đã nói ở chapter 957, thì Oda là người mà cả râu trắng, râu rờ và tóc đỏ mén trọng. Điều này cho thấy Oda là một đại anh hùng trong thế giới hói tặc. Đối với người dân Wano, ông hết mực yêu thương và bảo vệ họ. Oda chấp nhận tin vào lời nói dối của Orochi và Kaido làm chúa múa trong suốt 5 năm để đối lại an toàn cho người dân. Mỗi lần nhảy múa như thế, Oda sẽ cứu được 100 người, là người mà cả Kinjimon và Denjiro nguyện sẽ chết theo ông ở chapter 961 sau sự kiện sân thần. Để rồi sau đó, bằng sự hiệp nghĩa của mình, Oda đã thu nhận thêm anh em Izo và Kiku, kẻ phản bội Kanjuro, Zairo, Inu, Neko và Kawamatsu. Nhưng có lẽ điều đáng nói nhất chính là việc đánh bại Asura Doji, quái vật xứ Kuri, sau đó biến Anna thành một vùng đất trù phú và an bình cho người dân, trở thành lãnh chúa xứ Kuri. Mục tiêu là một người yêu thích tự do và phiêu lưu. Có thể hiểu Oden đã phấn khích như thế nào khi biết có một con tàu xuất hiện ở bến cảng. Ở đó, Oden đã gặp Râu Trắng và xin vào băng để thỏa ước mơ ra khơi của mình. Sau khi ra khơi cùng Râu Trắng, rồi tiếp tục được vua hải tặc Roger mời vào băng để chinh phục hòn đảo cuối cùng lao theo. Tại đó, Oden đã biết tất cả về thế kỷ trống, vũ khí của đại, ý nghĩa của đi. Và trên hết, ông đã biết được rằng đất nước Wano của mình cũng đã từng mở cửa với thế giới bên ngoài. Nên sau khi kết thúc chuyến hành trình của mình, Oden đã quay trở lại Wano và muốn trở thành Shogun nhằm quyết tâm mở cửa Wano. Thế nhưng với những mưu đồ của kẻ tiểu nhân Orochi cùng sự kiếp sức của tướng hoàng Kaido bách thú, chắc mơ mở cửa Wano của ông không thể hiện thành hiện thực. Hiệu quả của nó là ông đã bị sư tử ở vạc dầu sôi ở chapter 972. Ở chapter đó, Oden đã nói rằng Wano, hay nói đúng hơn trên toàn thế giới, đang chờ đợi một con người. Khi người này xuất hiện sau 85 năm, vương quốc chúng ta phải chào đón và trợ giúp người này. Người sẽ đem lại ánh bình minh cho Wano sau một mùa đông dài trong lạnh giá. Người đó không ai khác chính là Luffy. Sức mạnh. Sở hữu sức mạnh phi thường từ khi còn rất nhỏ, điều mà chỉ những vị thần trong thần thoại mới có thể làm được, thì không có gì ngạc nhiên khi Oda sở hữu ba loại Haki: Haki quan sát, Haki vũ trang và đặc biệt là Haki bá vương. Trong phần hồi tưởng của mình, năm 20 tuổi, Oda đã có một đêm dài chiến đấu với Asura Doji, quái vật xứ Kuri, và đã thành lãnh chúa nơi đó. 9 năm sau, tức 3 năm sau khi băng hải tặc Rob tan rã, những tàn dư của băng hải tặc huyền thoại đó bắt đầu chiêu mộ những thành viên mới, tạo nên một thời kỳ hải tặc mới. Băng hải tặc Râu Trắng xuất hiện ở Wano và chúng ta đã thấy một màn Haki đối chiến giữa Oden và Râu Trắng. Đó cũng là cái cách mà Râu Đen xin gia nhập băng của Râu Trắng. Mà theo lời Râu Trắng thì đó là một thứ gì đó rất đáng gờm. Sau đó, Oden còn phải trải qua 3 ngày đêm cầm sợi xích, vượt qua những con sóng dữ, những miền khí hậu khắc nghiệt, những con cá khổng lồ như muốn nuốt chửng ông. Oden vẫn vượt qua tất cả. Điều này cho thấy Oden là một người có thể chắc phi thường. Sau khi hoàn thành thử thách và được Râu Trắng thưởng cho một chiến du du của mình, Oden đã trải qua rất nhiều trận chiến, rất nhiều đối thủ. Ở lần đầu tiên được chiến đấu, Oden dễ dàng chém đôi một con tàu chiến chỉ bằng một vết chém. Với những thông tin ở chapter 965, chúng ta biết được rằng Oden là đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng trước khi trao lại cho họ quyền A, anh của Luffy. Và cũng ở chapter đó, chúng ta biết được rằng Râu Đen đã gia nhập băng Râu Trắng như thế nào, kẻ mà sau này phá nát cái gia đình mà Râu Trắng kề công gây dựng. Trong băng hải tặc Roger, ngoại trừ vua bóng tối Silver Day và Roger, thì Oda vẫn chưa tiết lộ hết sức mạnh của những thành viên còn lại lúc bấy giờ. Tôi không biết Gaban có mạnh hơn Oden hay không, bởi Oda chưa tiết lộ. Nhưng với những gì phỏng đoán, tôi tin rằng sức mạnh của Oden cũng không thua kém gì Gaban, hoặc có thể yếu hơn một chút. Thế nhưng với Kaido là một câu chuyện khác. Ở chapter 970, Kozuki Oden cùng 9 màu kiếm đỏ chiến đấu với đội quân hùng mạnh dưới trướng Kaido. Một trận chiến lớn đã nổ ra, Kaido tấn công bằng chiêu thức nhiệt tức, nhưng chỉ làm Oden văng ra xa và không hề hắn gì. Để có thể hình dung ra chiêu thức đó như thế nào, thì đó chính là chiêu thức mà Kaido đã sử dụng thổi bay lâu đài Oden ở chapter 922. Để rồi sau đó, bằng tất cả sự căm phẫn và dồn nén, Kozuki Oden với hai thanh kiếm Diêm Vương Aima mà Ameno Habakiri tha thu tên người lên Kaido một vết sẹo duy nhất, khiến Kaido phải ám ảnh đến tận mãi về sau. Được biết đến với biệt danh sinh vật mạnh nhất thế giới, tứ hoàng Kaido lần đầu tiên được Oda giới thiệu chi tiết ở chapter 795. Trên danh nghĩa một hải tặc, hắn đã bị đánh bại 7 lần, bị kẻ thù hoặc hải quân bắt 18 lần, trải qua vô số cuộc tra tấn và sống như một tù nhân. Trong 40 lần xử tử, tất cả đều vô dụng. Hắn đã từng đánh chìm 7 nhà tù nổi trên biển. Nói nôm na, không có ai có thể giết được Kaido, ngay cả chính bản thân mình. Điều này cho thấy ở thời điểm đó Oden mạnh như thế nào. Cơ thể rồng cứng cáp của Kaido không thể giúp hắn tránh được vết chém chí mạng đến từ một samurai vĩ đại của đất nước Wano. Điều này cho thấy Haki vũ trang của Kozuki là rất mạnh, có thể nói Haki vũ trang ở cấp độ cao nhất. Ngay lúc đó tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng, nếu như không có những thông tin từ tên phản bội Kanjuro cùng chiêu trò bí ổi của bà đảo Hiroshi, thì cuộc chiến năm đó sẽ theo một chiều hướng khác, rất khác. À, mà đời thì làm gì có chữ nếu. 20 năm trước, tức thời điểm diễn ra trận đại chiến,
Tôi đoán rằng Tứ Hoàng Kaido 40 tuổi, tức ngang bằng với Tứ Hoàng Xanh bây giờ, thời điểm chín mùi của một nhân vật về sức mạnh, là cựu đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng trước ai, và không sở hữu năng lực trái ác quỷ. Sức mạnh chính của Oden là Haki, và nên tôi tự tin nói rằng sức mạnh của Kurugi Oden ngang bằng với một đô đốc hải quân, và thậm chí nhỉnh hơn một chút, khi mà Haki chính là thứ khắc chế tốt nhất sức mạnh của một trái ác quỷ. Vậy nên mới có thể hiểu vì sao Akainu lại lo lắng và ngăn cản Kizaru đến Wano ở chapter 907. Mất tiền truy nã. Dự đoán số tiền truy nã của một nhân vật trong One Piece luôn là công việc yêu thích nhất của tôi, đặc biệt với Oden, một samurai vĩ đại của đất nước Wano. Ở chapter 965, khi trên tàu của Râu Trắng, Izo đã đưa tấm truy nã của Oden. Vậy theo bạn, số tiền truy nã của Oden tính tới thời điểm bị sư tử là bao nhiêu? Theo tôi, nó không dưới 1 tỷ berry. Từng là thành viên của hai băng hải tặc khét tiếng là Râu Trắng và Roger. Thêm vào đó, khả năng đọc và viết ngôn ngữ cổ đại, tôi tin rằng tiền truy nã của Oden cũng vô cùng lớn, thậm chí hơn cả Luffy lúc bây giờ. Cụ thể, 2 tỷ 200 triệu berry. Oda rất thích chơi đùa với các con số. Ngoài ra, ngày 22 tháng 2 là ngày sinh của Oden, hay là ngày truyền thống Oden, nên tôi rất tự tin vào dự đoán của mình. Vai trò: Kozuki Oden đã chết 20 năm về trước, điều này có nghĩa sẽ không có vai trò trong tương lai. Thế nhưng ý chí tinh thần của Oden vẫn luôn còn mãi trong tâm trí của những người dân ở Wano, điều mà Yamato, con gái của Tứ Hoàng Kaido Bách Thú, đang làm rất tốt. Tôi đã đọc đâu đó được câu nói rằng cuộc sống là những chặng đường giữa sự sống và cái chết. Khi bạn sinh ra trên cõi đời này cũng là lúc bạn đối diện với cái chết, quan trọng là nó gần hay xa mà thôi. Khi một người chết đi, bạn sẽ thành cát bụi. Có những người chết đi ngàn năm sau vẫn lưu danh muôn đời, họ vẫn sống mãi trong những người dân của họ. Còn có những người chết đi thậm chí chẳng ai biết đến hay để tâm. Vì thế khi còn sống thì đừng nên lãng phí thời gian, mà hãy sống sao cho thật có ích, để khi mất đi người ta vẫn luôn nhớ mình đã từng tồn tại. Hình ảnh bộ sư tử Kozuki Oden ngã xuống vạch dầu sôi trong một buổi chiều Wano ngập tràn hoa anh đào. Trước sự xót thương muộn màng của người dân Wano, nó làm tôi càng thêm xao xuyến đến lạ. Có lẽ đã từ rất lâu rồi kể từ cái chết của ai. Đồng cảm với Oden bao nhiêu thì mọi sự căm ghét dồn nén của tôi dồn lên đầu Orochi bấy nhiêu. Tôi không biết Oda sẽ cho Orochi chết như thế nào, nhưng tôi tin nó sẽ không nhẹ nhàng. Ok, trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về Kozuki Oden, một samurai vĩ đại của đất nước Wano. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để nhận thông báo cho những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Nếu được đi đến nơi mà mình thích, ngươi sẽ đi đâu? Đó là câu nói mà Kuma đã dành cho các thành viên của băng Murom ở quần đảo Somodi. Nó đánh dấu một cột mốc quan trọng cho sự phát triển gần như vượt bậc của băng Murom sau 2 năm. Nếu vụ bóng tối Silver Ray là điều kiện cần khi ngăn cản thành công đô đốc Kizaru truy sát thì nó không ngoa. Kuma chính là điều kiện đủ để thành viên băng Murom trốn thoát ngay trước mặt đô đốc Kizaru một cách an toàn. Có thể nói Kuma là ăn nhân của băng Murom trước khi bắt hết hoàn toàn nhân cách. Nếu không có Kuma thì sẽ không có băng Murom của hiện tại. Là một người có tầm ảnh hưởng lớn đối với băng Murom trước time skip cũng như vai trò về sau hết sức quan trọng, nên có thể hiểu vì sao Kuma là nhân vật mà tôi được nhắc đến đầu tiên trong chuỗi series phân tích nhân vật này. Rõ ràng Lo mới là nhân vật mà tôi yêu thích nhất trong One Piece. Mà cụ thể như thế nào thì ok, không để anh em đợi chờ thêm nữa, hãy ngồi lại cùng mình phân tích nhân vật này nhé. Kuma sinh ngày 9 tháng 2 tại vương quốc Sobek, biển Nam Xanh. Vùng biển sản sinh ra những hải tặc khét tiếng như Lucky Roo, Kanada Devon, Kick và Killer. Trong chương một hỏi đáp FPS 63, một độc giả đã yêu cầu Oda vẽ thắc của Hải lúc nhỏ. Thật bất ngờ hình tượng Kuma đang bắt sư sinh với các nhân vật còn lại. Kuma mang trên lưng một bó củi và đọc một cuốn sách có tên Nico King. Rất có thể Oda lấy hình tượng Kuma từ Sontoku, một nhà triết học, nhà kinh tế, nông nghiệp, nhà đạo đức nổi tiếng của thế kỷ 19 của Nhật Bản. Thói quen cầm một cuốn kinh thánh luôn được Kuma thực hiện cho đến khi mất đi hoàn toàn nhận thức, trở thành một người máy sinh học pacifista cho chính quyền thế giới. Xuất hiện lần đầu tiên ở chapter 233 trong một cuộc họp giữa Shikibukai và hải quân, bàn về việc thay thế một thất vũ hải khác là Kurora đã bị Luffy đánh bại ở Alabasta. Hình tượng Kuma khá to lớn, là một cựu thất vũ hải đồng thời cũng là vương quốc Sobek. Kuma được biết đến với danh bạo chúa, mà theo lời Berona đã nói ở chapter 743 rằng hắn là một trong những hải tặc tàn bạo nhất. Thế nhưng hiện nay Kuma đang là một nô lệ cho các thiên long nhân ở thánh địa Marigold. Và mới đây với những thông tin mà Roren đã tiết lộ ở chapter 925,
để cứu Kuma, Sabo đã cùng các thành viên của băng cách mạng đã đụng độ hai đô đốc của hải quân là Kurita và Bò Xanh. Sau cuộc chiến đó, cả hải quân và quân cách mạng đều tổn thất nặng nề. Sabo thì vẫn chưa có tin tức chính xác, ngoại trừ những thông tin được cho là leak diễn nhiều ở chapter 956. Wano đang ở phần cao trào của Wano, nơi mà các liên minh Luffy đang chiến đấu với tứ hoàng Kaido và băng hải tặc bá thú. Nay hiện tại tình hình của Kuma như thế nào phải chờ thêm những chapter tiếp theo. Mà theo tôi, nếu cuộc chiến tấn công giải cứu Kuma của quân cách mạng thành công, thì chúng ta đã thấy Kuma trong lần xuất hiện sắp tới sẽ là một vai trò là một thành viên của quân cách mạng. Còn nếu thất bại, thì tôi tin rằng Kuma vẫn sẽ là một cô lệ ở thánh địa Medegoji, hay tệ hơn là bị giam ở tầng 6 ngục Imadao, được biết đến với biệt danh bảo chúa trong mắt các hải tặc. Nhưng với băng mũ rơm, quân cách mạng và những người dân ở vương quốc Sobek, thì Kuma là một ân nhân, là một người dễ mến và hết mực yêu thương dân mình. Bởi nếu không có Kuma sẽ không có băng mũ rơm của hiện tại. Mà theo lời Branky đã nói ở chapter 603, thì trong 2 năm time skip, chính Kuma đã bảo vệ con tàu Thousand Sunny bằng tất cả tính mạng. Có lẽ trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, Kuma đã nhờ tiến sĩ Vegapunk thiết lập một chương trình duy nhất cho cơ thể bảo vệ con tàu Thousand Sunny bằng tất cả tính mạng cho đến khi một người trong băng mũ rơm xuất hiện. Ngoài ra, Kuma cũng chính là người đã đưa tất cả các thành viên của băng mũ rơm đến nơi cần đến trong 2 năm thật sự bổ ích với quân cách mạng. Qua lời kể của Sabo, Kuma là một người dễ mến, khác hoàn toàn với biệt danh bảo chúa mà mọi người dành cho ông. Có thể dễ hiểu khi Kuma và Dragon chính là người đã cứu Sabo trong sự kiện năm đó. Đối với vương quốc Sobek, Kuma là vị vua của vương quốc này. Thông qua những thông tin từ Bernie, thì quốc gia này nằm ở biển Nam, vùng biển được cho là khí hậu lạnh giá, là nơi có khí hậu khắc nghiệt nên việc có được thức ăn là hoàn toàn vô cùng khó khăn. Nó được thể hiện rõ nét qua ngòi bút của Oda vẽ Bonnie lúc nhỏ. Mặc dù xuất thân là dòng dõi quý tộc nhưng Bonnie vẫn luôn ăn mặc bẩn thỉu. Vậy câu hỏi đặt ra là có hay không việc Kuma chấp nhận ngồi vào vị trí thất của hải trở thành thay sai cho chính quyền thế giới nhằm giúp những người dân ở đây thoát khỏi nạn đói. Xuất thân là một vị vua của một đất nước nên việc trở thành một thất của hải là điều không thể chấp nhận. Nên chính quyền thế giới đã cố tình bịa ra câu chuyện cho ông rằng ông là một bảo chúa của vương quốc Sobek. Sau khi chính quyền thế giới giải phóng thành công quốc gia đó, Kuma trở thành hải tặc và sau đó gia nhập thất của hải. Vậy nên với cá nhân tôi cho rằng Kuma có thể đánh đổi mọi thứ, thậm chí lừa dối người dân của mình để họ có một cuộc sống tốt hơn dưới sự bảo vệ của chính quyền thế giới và hải quân. Kuma sở hữu năng lực trái quỷ hệ Parabasia Nikiu Nikunomi, giúp Kuma có thể đẩy bất cứ thứ gì bao gồm cả không khí xung quanh, thậm chí có thể đưa người đó đến một nơi xa xôi đã được định sẵn, giống như cái cách đã làm với băng mũ rơm ở quần đảo Sabaody. Đây được xem là sức mạnh chính khi không có chi tiết nào cho thấy Kuma có Haki. Nó không chỉ bảo vệ Kuma thoát khỏi đòn tấn công mà còn giúp đẩy lùi đối thủ với tốc độ cực lớn. Bằng chứng là trong trận chiến với Zoro, Kuma dễ dàng đỡ và làm chuyển hướng đòn tấn công đó một cách dễ dàng. Năng lực này cũng giúp Kuma có thể di chuyển với tốc độ cao. Kuma cũng có thể thực hiện đẩy hoặc làm đổi hướng mọi thứ vô hình như sự đau đớn mệt mỏi của một con người. Nó được thể hiện rõ khi Kuma đẩy tất cả nỗi đau mà Luffy đã phải chịu đựng trong cuộc chiến ở Thilabat giúp cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng điều này không có nghĩa Kuma có thể chữa lành mọi vết thương bằng cách đẩy hoàn toàn nội thương của một ai đó ra khỏi cơ thể, vì Oda vẫn chưa đề cập tới vấn đề này. Trong trường hợp của Zoro, Kuma sẽ loại bỏ sự đau đớn của Luffy vì Zoro đã đồng ý nhận hết chúng bằng chính cơ thể của mình. Khả năng này của Kuma không phải làm biến mất đi sự đau đớn, mệt mỏi, mà nó chỉ lấy đi ra khỏi cơ thể, nén vào một khối bóng hình chân thú, kích cỡ của bong bóng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sự đau đớn và sự mệt mỏi của người đó. Hai năm trước, Kuma đã trở thành một người máy do tiến sĩ Vegamin tái tạo. Kuma vượt xa Franky, cơ thể của Kuma có thể chống lại hầu hết mọi đòn tấn công, bao gồm cả những cú đá của Sanji và đặc biệt là Zoro, người có thể cắt được thép. Ngoài ra, Kuma cũng có thể phóng được những tia laser chết chóc của Doc Kizaru trong lần đụng độ của Zoro và Ivankov. Phong cách chiến đấu của Kuma được Oda lấy ý tưởng từ môn vật sumo của Nhật Bản, cú thấp người và hai chân dang rộng sử dụng như một tư thế đặc thù của đồ vật sumo và bắt đầu tấn công vào tay dân động của mình. Những đòn tấn công của Kuma có sức sát thương cực lớn. Ở Thilebat, chúng ta thấy đòn tấn công bom nén làm cho mọi thứ phá hủy hoàn toàn. Hay ở chapter 555, bằng đòn tấn công có tay hung trắng, Kuma dễ dàng đã thương Oz, hậu vệ của Oz, chỉ với một chiêu duy nhất. Đây được xem là chủ đề vô cùng thú vị mỗi khi được nhắc đến. Qua tiết lộ của Doflamingo ở chapter 560, trước cuộc chiến Marineford vài ngày, nhà khoa học của chính quyền thế giới, tiến sĩ Vegapunk đã hoàn thiện đợt tu sửa cuối cùng để biến Kuma trở thành một người máy sinh học. Đây được xem là một nước đi vô cùng quan trọng của chính quyền thế giới và hải quân. Nó đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình củng cố lực lượng. Trong chapter 957, một trong những chapter được cộng đồng fandom trên toàn thế giới đánh giá là chapter hay nhất, dài nhất, hấp dẫn nhất, Đô đốc Fujiwara đã nói rằng hệ thống SSG đủ sức thay thế một hệ thống thất khu hải, một trong ba cắn cân làm thăng bằng thế giới. Tôi đã có một video để nói về hệ thống SSG nên tôi sẽ không đề cập nó trong video này nữa. Như tôi đã nói trong đầu video, Kuma chấp nhận trở thành một vật thí nghiệm của chính quyền thế giới, một phần người giúp những người dân của vương quốc Sobek được chính quyền thế giới và hải quân bảo hộ. Ngoài ra, Kuma còn là một nhà cách mạng giống Dragon, cha của Luffy. Nếu bạn có để ý, mặc dù Ivanko là người bạn thân thiết nhất với Dragon, nhưng không hề biết Luffy là con trai của Dragon, còn Kuma thì ngược lại. Kuma biết rất rõ về Luffy và các thành viên của băng mũ rơm. Điều này cho thấy Kuma có một vai trò quan trọng như thế nào trong quân cách mạng, rất có thể để tiếp cận tiến sĩ Vegapunk. Quân cách mạng đã đồng ý cho Kuma làm điều đó. Mà theo như những lời Franky đã nói ở chapter 603, trước khi mất đi hoàn toàn ký thức, Kuma đã nhờ tiến sĩ Vegapunk cài vào bộ não một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ con tàu Thousand Sunny cho đến khi một thành viên của băng mũ rơm trở lại.
Rất có thể trong quá trình cài đặt, Vegapunk đã phát hiện ra Kuma chính là quân cách mạng. Và cũng thông qua bộ đó nó, Vegapunk đã có một cái nhìn khác hơn về quân cách mạng, hay nói chung về thế giới hải tặc nói riêng. Có nghĩa nó không như những gì mà chính quyền thế giới đã nói, hay thậm chí đây là một lời nói dối hàng trăm năm nay. Việc Kuma có bắt đi hoàn toàn ý thức hay không, tôi không chắc chắn, bởi Oda chưa khẳng định điều này. Nhưng những lời nói của Ranky cũng chỉ là phỏng đoán. Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng thông qua Kuma, quân cách mạng sẽ lôi kéo được tiến sĩ Vegapunk về phe mình. Có nghĩa trong lần xuất hiện sắp tới, Kuma sẽ xuất hiện với một vai trò các thành viên của quân cách mạng. Chưa biết được cuộc giải cứu Kuma giữa Sabo và các quân cách mạng đã diễn ra như thế nào, nhưng tất cả những suy luận của tôi chỉ là phỏng đoán, còn như thế nào thì phải nhờ những chapter tiếp theo. Trong lần đầu tiên xuất hiện ở chapter 498, bộ này được biết đến là hải tặc đến từ vùng biển Nam, quê hương của Kuma. Trong chapter 908, bộ này đã đột nhập vào thánh địa Marigoji. Trời nay bộ này đã biến thành một bà lão và theo lời đám lính đó chính là phu nhân đến từ vương quốc Sobet. Tính đến thời điểm hiện đại, chúng ta chỉ có thể biết được năng lực của bộ này có thể biến ai đó thành một người già hay trẻ khi chạm vào người đó hay với bản thân mình. Vậy nên khi tự biến thành bà lão, đám lính nhận ra đây chính là phu nhân vương quốc Sobet. Điều này cho thấy họ có khuôn mặt rất giống nhau, có khả năng cao họ là hai mẹ con. Kuma chính là cựu vương quốc Sobet, điều này có nghĩa họ là vợ chồng. Và Bo này chính là con gái của Kuma. Điều này dễ hiểu vì sao Bo này đã rất tức giận khi thấy Kuma trở thành nô lệ cho các thi long nhân ở tính lịa Marigoji. Và cũng trong chapter 595, sau khi bị Rau Đen bắt trói nhằm trao đổi với hải quân một con tàu chiến, Akano đã xuất hiện và Rau Đen đã bỏ chạy. Lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng với số tiền truy nã của mình, Bo này sẽ bị bắt và giam ở ngục Imadao. Thế nhưng ở chapter 793, Bo này đột nhiên xuất hiện, hay ở gần đây là thánh địa Marigoji. Rõ ràng chính quyền thế giới và hải quân đã không đụng đến những người có liên quan tới Kuma, mà cụ thể là Bonnie. Rất có thể. Ok, trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về Kuma, một ân nhân lớn nhất của băng mũ rơm. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để nhận thông báo những video kế tiếp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tôi đang viết và làm video về một chủ đề khác, nhưng sau khi xem xong phần Thriller Bark và mới đây nhất là anime phần hồi tưởng về Kozuki Oden, một samurai vĩ đại của đất nước Wano, là phần hồi tưởng dài nhất và hay nhất. Tại đây những giai điệu cùng lời bài hát Disake vang lên khiến tôi vô cùng phấn khích. Tôi đã dừng chủ đề kia để làm nhanh một video về nó vì nó, lời hứa của Choi, nhiệm vụ cuối cùng của băng hải tặc Roger, hành trình tiếp theo của băng mũ rơm sau arc Wano. Ok, không để anh em đợi chờ thêm nữa, hãy ngồi lại cùng mình phân tích và đưa ra một vài giả thuyết về chủ đề vô cùng thú vị này nhé. Disake và Choi. Như đã nói ở trên, trong phần Thriller Bark của Brock, trước khi gia nhập băng mũ rơm, ở đó chúng ta biết được rằng lời bài hát Vinsake đã có từ rất lâu trước đó. Brock nói rằng những băng hải tặc từ xa xưa ai cũng biết tới nó, bất kể buồn đau hay hạnh phúc. Bất cứ ở đâu trên biển, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi còn là thuyền viên của băng hải tặc Rumba, Brock là nhạc công chính. Bài hát còn là sợi dây kết nối tinh thần đồng đội giữa Brock và cô chú cá voi Labon hơn 50 năm trước, tức trước thời kỳ hải tặc bắt đầu. Labon gặp được băng hải tặc Rumba sau khi đi lạc và tách khỏi đàn của mình, và rồi bắt đầu đi theo họ trong sự cô đơn. Chính Brock đặt tên cho nó là Labon, xem nó như là một thành viên của băng. Khi quyết định đi qua Grand Line, họ đã quyết định bỏ lại nó vì bởi họ biết nếu nó đi thì nguy hiểm sẽ rung lên rập. Grand Line là vùng biển nguy hiểm được chia bởi hai vùng thiên đường và tăng thế giới. Tại mỏ sinh đôi, Labon được chăm sóc bởi Crocus, một bác sĩ và cũng là thành viên của băng hải tặc Roger. Trong chuyến hành trình cuối cùng của mình cùng Roger, Crocus biết rằng băng hải tặc Rumba đã chết từ rất lâu nhiều năm trước đó. Với linh tính của một loài cá voi, Labon tin rằng thành viên của băng hải tặc Rumba vẫn còn, mà cụ thể là Brock. Trong chapter 489, Labon đã vui mừng như thế nào khi Brock chính thức gia nhập băng mũ rơm. Trở lại chủ đề chính, tôi tin rằng bài hát Pinsake được viết bởi Choboy. Như chúng ta đã biết, khi đặt chân tới hòn đảo cuối cùng, hòn đảo mà 800 năm chưa một ai được đến, vua hải tặc Roger đã đặt tên hòn đảo là Laustel, tạm dịch là chuyện cười. Ngay lúc đó, khi xem xong lời bài hát dần cuối cùng của Pinsake, tạm dịch câu chuyện cười có địa chỉ bắt tặng, một sự trùng hợp kỳ lạ, Joyboy một phần nào đó đã đưa manh mối dẫn đến hòn đảo cuối cùng. Pinsake có câu ghi như sau: ngày mai là đêm trăng. Tôi tin rằng đây là manh mối cho chúng ta biết được rằng hòn đảo Laustel chỉ có thể nhìn thấy hay tiếp cận nó khi mặt trời mọc hoặc lặn. Để có thể đến được Laustel, ngoài việc tìm được 4 phiến đá Polyglyph màu đỏ nhằm đối chiếu để tìm điểm yếu giao nhau, xác định vị trí của hòn đảo cuối cùng, thì còn phải xác định được thời gian và khoảng khắc tiếp cận nó. Theo tôi, lối vào Laustel xuất hiện 30 phút mỗi sáng lúc bình minh lên. 30 phút ở đây là thời gian bắt đầu và kết thúc của bình minh. Ngoài ra, khái niệm bình minh được Oda nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trước đó từ Roger, Kozuki Oden, Petro, Yamato. Ở chapter 972, Kozuki Oden đã nói rằng Wano, hay nói đúng hơn trên thế giới, đang chờ đợi một con người. Khi người này xuất hiện sau 800 năm, đất nước của chúng ta phải chào đón và trợ giúp người này. Người ấy ở đây không ai khác chính là Luffy, người sẽ đem lại ánh bình minh cho Wano sau 20 năm dài chìm trong mùa đông lạnh giá của sự áp bóc và bắt lột, phá vỡ ách cai trị của Kaido và Orochi. Nước sạch sẽ đến với người dân của thị trấn Ebisu. Udon sẽ không còn tiếng chết chóc, người dân Wano sẽ phải tháo bỏ lớp mặt nạ hàng ngày để sống thật với chính mình. Lời hứa của Choboy được nhắc đến lần đầu tiên ở chapter 628 trong bức thư mà Robin đã đọc được ở đảo người cá. Bức thư được chính Choboy viết cho nàng tiên cá trong thời đại đó. Choboy được biết đến là hải tặc đầu tiên xuất hiện từ 800 năm trước, tức trong thế kỷ trống.
Rất có thể người này là thuộc gia tộc Li, gắn liền với vương quốc cổ đại, nơi mà những thứ vũ khí cổ đại được cho là hủy diệt, bao gồm Pluton, Poseidon và Uranus ra đời. Ngoài ra còn cách sử dụng nó. Rất có thể chiếc vua Rome ở thánh địa Merizoi được Insama cắt chữ là của ông. Một vài giả thuyết cho rằng những người trong vương quốc cổ đại đã có kế hoạch phá hủy Grand Line nhằm thống nhất bốn vùng biển lại với nhau, điều mà sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến các thiên long nhân, những quý tộc cai địa thế giới mà đại diện là các ngũ lô tinh, nên ông đã bị giết và bị tiêu diệt. Trong bức thư gửi nàng tiên cá ở thời kỳ đó, ông xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa, kèm theo đó sự suy sụp của vương quốc cổ đại. Nói tới đây, bạn có để ý gì không? Oda đang cố tình nhấn mạnh lời hứa trong One Piece khi Luffy đã hứa rằng mình sẽ là người đưa người cá lên mặt đất, điều mà Soulboy không thể làm được. Nếu bạn để ý có thể thấy Luffy cùng băng muốn rơm cũng đã những lời hứa tương tự với chú cá voi là Bon, rằng mình sẽ quay lại và hẹn ngày tái đấu. Với tôi, trong thời đại của mình, Soulboy đang cố gắng làm một điều gì đó đơn độc, họ rất có thể ông đã bị phản bội bởi gia tộc của mình. Bởi trong One Piece không phải ai mang gia tộc đi cũng tốt, điển hình là Robin Sibet và Rau Đen, kẻ đang đi lại con đường của Robin Sibet 38 năm về trước, là một ví dụ điển hình. Hắn ẩn thân như cái bóng của người đàn ông mạnh nhất thế giới, Rau Trắng, chờ thời để có được thứ hắn muốn. Hắn từng bước một thực hiện cái âm mưu để trở thành tứ hoàng thay thế Rau Trắng. Nhiệm vụ cuối cùng của băng hải tặc Roger, như chúng ta đã biết trước đó ở chapter 967, sau khi đến được hòn đảo cuối cùng Lao Theo, vua hải tặc và các tiền vương của mình đã cười một cách sảng khoái. Ông biết rằng mình có thể ở cùng thời với Zoboy để có thể làm được điều mà Zoboy còn đang dang dở. Tức ở thời điểm đó, Roger đã đến được hòn đảo cuối cùng. Họ đã khám phá ra mọi điều trên thế giới, thế kỷ trống, vũ khí cổ đại, ý nghĩa của các cái tên đi. Câu hỏi được ra ngay lúc này là tại sao Roger và băng hải tặc của ông không thể thực hiện lời hứa mà Zoboy còn đang dang dở? Có thể ngay khi đặt chân tới hòn đảo mà 800 năm chưa ai đến. Trong kho báu One Piece, Zoboy cũng đã để lại một bức thư được khắc trên những phiến đá Poneglyph với nội dung rằng sau 800 năm, tức 20 năm sau của thời điểm hiện tại của băng hải tặc Roger, sẽ có một người và chỉ người đó mới có thể thay thế ông làm mọi chuyện còn đang dang dở. Mà theo lời của những con vua biển thì ngài sẽ ra đời, đức vua của chúng ta sẽ ra đời ở hai vùng biển xa xôi. Ngày hai vị vua gặp nhau, lò có voi sẽ sung sướng. 10 năm ra đời, 15 năm lớn khôn. Hai vị vua ở đây chính là nàng tiên cá Shiroshi và Luffy. Lò có voi sung sướng, cá voi đây chính có thể là Labon. Băng hải tặc Roger hiểu rằng tại thời điểm đó họ cũng chẳng thể làm gì để giúp Luffy để thực hiện lời hứa. Mà theo lời vua bóng tối Silver Lake nói với Robin ngay lần đầu tiên gặp mặt, đừng nóng vội như thế, hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình trên con thuyền từng bước một. Bọn ta và những con người ở Ohara đã quá vội vàng. Ngay lúc này và tại đây, ta sẽ kể cho con nghe toàn bộ lịch sử, nhưng bản thân con không thể làm được gì. Hãy nhìn lại toàn bộ thế giới một cách thật kỹ, biết đâu được con sẽ tìm ra được câu trả lời cho chính mình mà hoàn toàn khác biệt. Vua bóng tối Silver Lake cho rằng băng hải tặc của mình cũng như những học giả Ohara đã quá vội vàng với nó, thậm chí trong chuyến hành trình đó họ cũng không thể chờ cho Buggy hết bệnh. Thậm chí Odin cũng không thèm nhìn về quê hương Wano của mình lần đang thay đổi. Thông qua lời nói của con vua biển cùng lời tiên đoán của Silver Lake, Roger biết được chính xác thời điểm của nàng tiên cá Shiroshi ra đời, nên tôi dự đoán rằng vua hải tặc Roger đã giao một nhiệm vụ cuối cùng của mình cùng các thành viên của băng trước khi giải tán, có thể là vua bóng tối Silver Lake, Gaban, Crocus hoặc có thể là Sắc và Buggy. Nếu bạn ấy trong suốt hành trình của Luffy luôn gặp những người có liên quan tới băng hải tặc Roger, từ Sắc, Buggy, Crocus, vua bóng tối Silver Lake, hay mới đây nhất là Odin, một samurai vĩ đại của đất nước Wano, tôi bao gồm cả Buggy, bởi cho đến bây giờ vai trò của Buggy là khá mờ nhạt, vì tôi luôn có một niềm tin rằng Buggy sẽ có một vai trò vô cùng quan trọng trong chặng đường còn lại của One Piece. Trong chapter 967, chúng ta thấy được đảo huyệt cáo có hai phiến đá Rock Burning Cliff, màu xanh và màu đỏ. Thế nhưng khi Robin tới đó ở chapter 628 thì chỉ còn lại một phiến đá Poneglyph màu xanh. Vậy nó đã đi đâu? Tôi dự đoán rằng hiểu được tầm quan trọng của phiến đá Rock Poneglyph màu đỏ nằm ở đảo người cá, nơi giao thông để vào tân thế giới. Nếu phiến đá đó nằm trong tay những người khác sẽ nguy hiểm cho người dân ở đây, nên Tứ Hoàng Xanh đã đem nó cất ở một nơi khác. Tôi tin rằng Tứ Hoàng Xanh chính là chìa khóa cuối cùng để đến được Lao Theo, bất kể đó là Big Mom, Kaido, Rau Đen hay thậm chí là Luffy. Hành trình sau Aquano. Đây là đề tài thú vị mỗi khi được nhắc đến. Sau Aquano, Tứ Hoàng Kaido chắc chắn sẽ chết. Thậm chí Tứ Hoàng Big Mom cũng khó lòng rời khỏi Wano một cách an toàn. Vậy đâu là điểm đến tiếp theo của băng Murom? Đã có rất nhiều dự đoán được các fan One Piece trên toàn thế giới đưa ra và tôi cũng không ngoại lệ. Nếu như những dự đoán của tôi trong video này là đúng thì ngoại trừ hai bản sao Rock Poneglyph được lấy từ đảo Yu và Big Mom thì ở Wano còn có một tấm Poneglyph khác của Tứ Hoàng Kaido. Kèm theo đó, nếu sắp đến Wano thì tôi tin rằng Murom sẽ có đầy đủ 4 tấm Rock Poneglyph để có thể đến được Lao Theo. Nhưng với những thông tin có liên quan tới Sabo ở chapter 956, liệu Luffy sẽ như thế nào nếu biết tin Sabo đang gặp nguy hiểm? Chắc chắn cậu sẽ làm điều mà 2 năm trước mình đã làm với Ace. Hiện nay chúng ta vẫn chưa biết được Sabo như thế nào, nhưng với những diễn biến đang xảy ra, khả năng Sabo là nảy chữa nhiều, bị nhốt ở tầng 6 ngục Imidao hoặc tệ hơn là bị xử tử. Dĩ nhiên đây chỉ là những dự đoán cá nhân tôi, còn như thế nào thì chỉ có Oda mới biết. Ok, trên đây là những phân tích cũng như giả thuyết của mình về bài hát Minsake, lời hứa của Zoboy, nhiệm vụ cuối cùng của băng hải tặc Roger, hành trình sau Aquano của băng mũ rơm. Nếu thấy hay, hãy like, đăng ký kênh và đừng quên bấm vào chuông để nhận thông báo cho những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong thế giới One Piece, từ lâu hải quân và hải tặc được xem là hai kẻ thù không đội trời chung với nhau. Vậy mới hiểu tại sao Fordop Smoker lại gắt và truy bắt nhiều hải tặc đến như thế. Thậm chí ông còn không muốn nợ hải tặc bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất khi cùng lo chiến đấu với Virgo tại bên Hazard. Hay với Akainu, một người theo tư tưởng chính nghĩa tuyệt đối. Nhưng rồi với những thông tin được tiết lộ ở chapter 957,
một trong những chapter được cộng đồng fan anime trên toàn thế giới đánh giá là chapter hay nhất, dài nhất và nhiều thông tin nhất, đã làm những định kiến từ xưa giữa hải quân và hải tặc dần trở nên cởi mở hơn. Ở chapter đó, cựu thủy sư Rodok Senoku đã tiết lộ rằng trong biến cố Godfly tại thung lũng chúa, phó đô đốc Gap đã liên minh cùng với một hải tặc tiêu diệt băng hải tặc Rock huyền thoại nhằm bảo vệ các thiên long nhân và nô lệ. Nếu Rock Decibel có thể xem Loren là hậu bối kế tục chính tham vọng của mình 38 năm về trước, thì vua hải tặc Roger có hai hậu bối là Tứ Hoàng Xanh và Luffy. Nếu Luffy là hiện thân của vua hải tặc Roger thời tuổi trẻ, thì nó không ngoa Kobe chính là người kế thừa quan điểm đạo đức của Gap 40 năm về trước. Kobe cũng là người bạn ra khơi đầu tiên cùng với Luffy. Vì thế không có gì tuyệt vời hơn khi cả hai cùng nhau đánh bại và ngăn chặn các tham vọng khủng khiếp của Loren làm vua của thế giới. Nhưng có thể phải chờ rất lâu nữa Oda mới cho chúng ta biết được điều đó đúng hay sai. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những nhân vật như Roden, Rock Decibel, vua hải tặc Roger, Tứ Hoàng Xanh, Luffy, Garp và Kobe sẽ có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Và Kobe chính là nhân vật mà tôi nói đến trong video này. Ok, không để anh em đợi chờ thêm nữa, hãy ngồi lại cùng mình đưa ra phân tích và một vài dự đoán về nhân vật được cho là người kế thừa ý chí công lý của Garp này nhé. Để xem tôi và các bạn có bao nhiêu phần trăm giống nhau. Nhân cách: Kobe sinh ngày 13 tháng 5 tại vùng biển Nam Xanh, vùng biển được cho là hòa bình nhất, là nhân vật có sự thay đổi về ngoại hình lớn nhất và toàn diện nhất trong One Piece. Là người bạn đầu tiên của Luffy khi quen biết khi ra khơi, trước cả Zoro. Họ là bạn tốt của nhau trong suốt một thời gian dài. Với Kobe, Luffy luôn là ăn nhân là một người bạn vô cùng quan trọng. Ở chapter đầu tiên, trong một lần đi câu cá và bước lên nhầm con tàu của hải tặc, Kobe đã thành tập vụ trên con tàu của băng hải tặc Avida. Tại đó, Kobe đã bị đánh đập không thương tiếc. Và vào cái ngày định mệnh ấy, Kobe đã gặp được Luffy. Cuộc đời của Kobe đã chuyển sang một trang mới, phải nói là rất mới. Luffy, cậu nghĩ như thế nào nếu tôi gia nhập hải quân? Đó là những lời phát ra từ Kobe. Kể chỉ vài phút trước đây thôi, cậu không dám trốn khỏi con tàu của Avida chứ đừng nói trở thành một hải quân mạnh mẽ. Có thể thấy Kobe đã đạt được sự tự tin như thế nào khi tiếp xúc với Luffy. Mặc cho trước đây Kobe luôn là người không dám đứng lên cho bản thân hay làm tự trọng của mình quá thấp, dễ dàng hài lòng, thiếu can đảm và luôn ở trong vùng an toàn. Để rồi sau đó, các bạn cũng đã biết Luffy chỉ với một đấm đã đánh bay Avida kèm theo lời đề nghị cho Kobe một chiếc thuyền để gia nhập hải quân. Điều này một lần nữa khẳng định, Kobe là người có vẻ ngoài nhút nhát nhưng cũng đầy bản lĩnh, biết quan tâm đến người khác, một lính hải quân mang tư tưởng công lý rất khắc Akainu, chính nghĩa tuyệt đối. Là một Kobe có thể không dám chống được Avida chịu đựng suốt trong 2 năm, thế nhưng khi đứng trước sự sống chết của các đồng đội tại quảng đường Marineford, Kobe đã dũng cảm đứng ra ngăn chặn Akainu nhằm kết thúc cuộc chiến ở chapter 579. Lúc đó tôi đã tự hỏi mình rằng, nếu không có Kobe thì trận chiến đó sẽ đi về đâu khi cả hai bên chưa có ý định dừng lại. Ngoài ra Kobe cũng là người có niềm tin tuyệt đối đến với Luffy khi nói cho Luffy biết được những bí mật của hải quân, đó là lót đá biển dưới tàu chiến để vượt qua vòng đai tĩnh lặng. Sức mạnh: trước Time Skip, Kobe có thể sử dụng được lục thức Soro thuần thục. Soro cho phép người dùng có thể di chuyển với tốc độ cực cao gần như tức thời để tránh được đòn tấn công, cũng như tấn công lại đối thủ ở một tốc độ cao hơn, sức mạnh lớn hơn. Nó thể hiện rõ qua trận chiến của Luffy ở Water 7 và tổng bộ hải quân. Cùng với Haki, tráo quỷ và karate người cá, lục thức là một trong những sức mạnh đập đá trong One Piece. Loại sức mạnh này đã được Oda đề cập rất lâu trước đó, nhưng cho đến thời điểm hiện tại nó không thật sự phổ biến như Haki và trái ác quỷ, nên vẫn có rất nhiều bạn chưa rõ về lục thức. Lần đầu tiên được nhắc đến ở chapter 347 bởi Rob Roxy, một thành viên của CP9 thuộc chính quyền thế giới, cũng là người duy nhất sử dụng được thuần thục loại kỹ thuật thứ 7, Rokugan. Có thể thấy lục thức được sử dụng hầu hết ở các thành viên thuộc chính quyền thế giới và một số lính hải quân. Tôi tin rằng phó đô đốc Gap cũng là người nắm rõ về sức mạnh này, vậy nên không có gì ngạc nhiên trong tương lai Kobe cũng có được điều tương tự. Ngoài ra với trận chiến thượng đỉnh 2 năm trước, Kobe đã đánh thức được Haki quan sát bên trong con người mình. Tôi không biết Kobe có Haki bá vương hay không vì Oda chưa tiết lộ. Thế nhưng với cá nhân tôi nghĩ rằng Kobe chỉ có thể có được hai loại Haki, đó là Haki quan sát và Haki vũ trang. Nó được thể hiện rõ ở chapter 903 khi Kobe ngăn chặn một quả ngư lơ một cách dễ dàng. Cũng trong chapter đó, thông qua Kirot, chúng ta đã biết được rằng Kobe là anh hùng sở thân cứu những người dân trong sự cố cảng Rocky. Và cũng thật tình cờ sự kiện cảng Rocky cũng được nhắc đến ở chapter 700 trước đó liên quan tới Law, nhân vật tôi yêu thích nhất trong One Piece. Gần như chắc chắn đây là một sự kiện quan trọng. Nếu nó đúng thì bộ chuyện lại càng thêm thú vị. Vì không ngoại trừ khả năng Kobe và Law đã từng đụng độ nhau ở cảng Rocky, Kobe và Law đánh nhau, một sự tình cờ khi hai nhân vật cùng liên quan tới Luffy lại chạm trán nhau, hay họ hợp tác với nhau để chống lại một kẻ khác, có lẽ phải chờ Oda tiết lộ mối liên kết giữa Gap và Kobe. Tôi sẽ có một video đầy đủ để nói về Gap. Thế nhưng trong video này tôi chỉ có thể nói về mối liên kết giữa Gap và Kobe, giữa hai mối liên hệ hải quân với nhau. Như chúng ta đã biết trước đó, Gap muốn Luffy và Ace trở thành hải quân mạnh mẽ theo con đường công lý của mình. Thế nhưng số phận lại không chọn họ. À, mà nói đúng hơn là hải quân không chọn họ. Khi sinh ra đã mang trong mình những dòng máu của những tên hải tặc khét tiếng. Đó là sự thật không thể chối cãi. Trong trận chiến vĩ đại của tổng bộ hải quân Marineford 2 năm trước, phó đô đốc Gap chưa còn một chỗ và không ra tay với bất kỳ ai ngoại trừ một cú đấm làm mất đầu Marco. Hiệu quả của nó là Marco phải băng bó. Nếu bạn để ý sau đó, Gap đã cố tình để Luffy đánh trúng và cứu được Ace. Suy cho cùng, trong giờ phút ấy ông đã chọn gia đình.
Đó là những lời mà cựu thiên sư đô đốc Senoku đã nhận xét. Xét về cái thành hải quân, ông là một người thành công với những chiến tích lừng lẫy, được phong làm anh hùng hải quân sau biến cố ở Forlay. Thế nhưng bên phía cạnh gia đình, ông là một người thất bại. Vậy nên với Gap, Kobe chính là người không thể thích hợp hơn kế thừa quan điểm đạo đức hải quân của mình. Ngoài ra, Kobe cũng là người bạn thân thiết với Luffy, đồng thời cũng là người bạn đầu tiên ra khơi cùng với Luffy. Vậy nên với tôi, Kobe xứng đáng vai trò trong tương lai. Đây là chủ đề vô cùng thú vị mỗi khi nói đến một nhân vật. Ở chapter 579, đối với tôi đó là một live show của Oda dành cho Kobe. Đứng trước Akainu, Kobe đã cho thấy quan điểm đạo đức của mình khác xa Akainu, cầm lưới tuyệt đối. Đã có rất nhiều những ý kiến cũng như phân tích cho rằng Kobe sẽ trở thành một đốc hải quân giống như những gì cậu đã nói với Luffy ở Water 7. Thế nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Là một người kế thừa quan điểm đạo đức của Gap, nên tôi tin rằng Kobe rất yêu thương và lo cho dân chúng. Phó đô đốc Gap đã từng từ chối rất nhiều lần vị trí đô đốc hải quân vì một lý do duy nhất: ông không muốn làm tay sai phục vụ cho những thiên ông nhân quý tộc thế giới. Vậy nên tôi tin rằng Kobe cũng sẽ như vậy. Ngoài ra, với những thông tin ở chapter 956, Kobe là thành viên của lực lượng tối mật Edwards do X-Fred, một trong những Tobi Rubble của băng hải tặc ác thú, làm đội trưởng. Đây là một tổ chức bí mật mà Oda vẫn chưa tiết lộ nhiều, nhưng có thể hiểu rằng đây là một tổ chức do hải quân cài cắm vào các băng hải tặc khác nhau nhằm mục đích nắm được tình hình hoạt động từng băng, giống như những gì Rosinante đã làm với băng hải tặc Doflamingo, được cho là làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiên sứ đô đốc, trước là Sandoku và bây giờ là Akainu. Vậy nên tôi tin rằng Kobe sẽ không ngồi vào vị trí đô đốc nếu được đề bạt tiến cử, và thay vào đó Kobe sẽ làm tốt nhiệm vụ với tư cách là một thành viên của đội quân hải quân bí mật. Ở chapter 956 và cũng ở chapter 956 đó, Kobe nói rằng mình đã đến đảo Amazonile để bắt Bo Hancock. Vẫn chưa biết cuộc chiến đó sẽ như thế nào, tuy nhiên có một điều thú vị nữa, Kobe lại tiếp tục đụng độ đến một người liên quan tới Luffy, đó là Bo Hancock. Hiện tại các đô đốc của hải quân là Kizaru, Fujirota và đô đốc màu xanh, vậy nên khả năng trở thành đô đốc của Kobe hầu như không có. Xét về cấp độ sức mạnh, ngoại trừ đô đốc màu xanh vẫn chưa được Oda tiết lộ, thì hầu như những đô đốc còn lại có sức mạnh thật sự khủng khiếp. Vậy nên dù có yêu thích Kobe như thế nào đi nữa, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng phải rất lâu nữa Kobe mới đạt được một sức mạnh giống như một đô đốc hiện tại. Nếu bạn để ý ở chapter 7, trong lúc chia tay Kobe, Oda đã nói rằng Luffy ra khơi với một đồng đội đầu tiên, nhưng họ vẫn chưa nhận ra rằng mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, và tôi tin đó chính là việc Kobe nhập hải quân. Ok, trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về Kobe. Dĩ nhiên đây là ý kiến cá nhân tôi. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để nhận thông báo những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Cho dù một cơn sóng thần có thể thần hóa cả một thành phố Sầm Quốc, mới đầu nó cũng chỉ là một cơn sóng nhỏ không ai để tâm. Đó là những lời mà Oda đã nói ở chapter 700, sau khi liên minh Luffy và Law đã phá hủy cả máy thần xuất sát tại Bình Hazard, ép buộc Doflamingo phải từ bỏ chiếc phao cứu sinh mang tên Tháp Vũ Hải. Kéo theo một chuỗi những sự kiện chấn động sau đó, 11 siêu tân tinh, những hải tặc có bức tiền truy nã trên 100 triệu Barry đã đến hòn đảo Sobody 2 năm trước, cùng với một tên hải tặc nham hiểm mưu mẹo bậc nhất Onby. Nói như vậy là bởi hắn là hải tặc duy nhất không đến quần đảo Sabaody thông qua đảo người cá để tiến vào toàn thế giới, mà nhờ vào chức vị thất khu hải, hắn được đưa đến tổng bộ hải quân tham gia cuộc chiến thượng đỉnh 2 năm trước. Thông qua vòng đai tĩnh lặng, con đường duy nhất dành cho hải quân và chính quyền thế giới, những hải tặc này được xem là những người sẽ tạo ra một thời đại mới sau cái chết của vua hải tặc Roger Rau Trắng, và nó đã đúng. Ở đâu có những chuyện đồng trời là ở đó bọn chúng dính vào. 11 siêu tân tinh, thế hệ được sinh ra làm thay đổi những thứ xấu xa nhất của thế giới. Từ những điều này, theo bạn trong số họ, ai là kẻ mạnh nhất, nham hiểm nhất và bất hạnh nhất? Hãy cùng tôi sắp xếp lại thứ tự của những hải tặc này. Dĩ nhiên đây là ý kiến của cá nhân tôi, vậy nên sau video này để xem tôi và các bạn có bao nhiêu phần trăm giống nhau. Còn như thế nào thì ok, không để anh em đợi chờ thêm nữa, hãy ngồi lại cùng mình đến với chủ đề vô cùng thú vị này nhé. Tôi dành vị trí bác bản dành cho Bernie, vì tính tới thời điểm hiện tại, Bernie chỉ sao hết sức mạnh của mình ngoại trừ lần duy nhất ở hòn đảo Sabaody 2 năm trước. Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền tiền nã của Bernie là 140 triệu Barry, một số tiền tương đối thấp so với những hải tặc thế hệ tồi tệ khác. Bernie sở hữu một trái quỷ hệ Paramecia đặc biệt chưa rõ tên, giúp cô có thể biến chính bản thân mình và những người khác trở nên già đi hoặc ngược lại. Nó giống với năng lực của Sugar, một trong những thành viên của gia tộc Doflamingo. Oda vẫn chưa tiết lộ Bernie có sở hữu được Haki hay không, nhưng với tôi, sức mạnh của Bernie không được đánh giá cao nhiều cho lắm. Nếu có thì tôi tin rằng năng lực của Bernie chỉ có thể trợ giúp trong một cuộc chiến tổng lực tương tự như Wano hiện tại. Ở chapter 595, Bernie đã bị Rau Đen bắt nhằm đổi lấy một con tàu chiến và không hơn không kém. Vì Akainu xuất hiện nên Rau Đen đã bỏ chạy để lại Bernie. Lúc đó tôi đang nghĩ rằng Bernie sẽ bị bắt giam ở ngục Ibadao. Thế nhưng sau đó, với cô xuất hiện ở chapter 700 và mới đây ở tại hội nghị Reverie, Bernie xuất hiện tại thánh địa Marigoji tiếc thương cho Kuma. Trong video về Kuma, tôi đã nói rằng quan hệ của họ là cha con. Kuma chấp nhận trở thành vật nghiên cứu cho chính quyền thế giới, nhưng đổi lại họ không được đụng đến người thân của ông. Vị trí tiếp theo tôi dành cho Hamkin, một hải tặc đến từ vùng miền Bắc với biệt danh Phù Thủy, thuyền trưởng của băng hải tặc Hamkin. Lúc tại hòn đảo Sabaody 2 năm trước, hắn có số tiền truy nã là 240 triệu Barry. Còn bây giờ hiện tại, Hamkin đang có số tiền truy nã là 320 triệu Barry và đang là một chỉ huy dưới trướng tứ hoàng Kaido bách thú. Hamkin sở hữu năng lực Wara Wara,
Một trác quỷ hệ Paramecia cho phép hắn chuyển hướng tất cả những tổn thương kẻ thù gây ra sang một người khác bằng cách sử dụng những hình thân bằng rơm thế thân bên trong con người mình. Nếu bị tấn công liên tục, Hamkin có thể sử dụng được 10 người liên tiếp như thế. Một năng lực rất bá đạo, độc ác và mất nhân tính. Là một pháp sư nên Hamkin rất tin vào những lá bài của mình và hắn bắt được. Lần đầu tiên đối mặt với tứ hoàng Kaido bách thú, hắn đã biết được rằng chống đối là chết, đồng ý phục tùng là 40% sống sót. Đây là lý do vì sao Hamkin có mặt tại Wano. Hiện tại Hamkin đang chiến đấu với Killer thuộc băng hải tặc Kid. Thế nhưng Hamkin vẫn chưa biết được rằng liên minh giữa Kid, Law và Luffy. Theo tôi, giữa Law và Hamkin chắc chắn sẽ có một thỏa thuận gì đó nên hắn mới thoát được khỏi nhà tù ở thủ đô Hoa. Rất có thể tôi xếp Hamkin vị trí thứ 11, không phải đánh giá thấp sức mạnh của Hamkin với nhân vật thứ 10 mà tôi sắp nói tới đây, mà theo quan điểm của cá nhân tôi không thích tính cách của tên hải tặc này khi có thể vì mạng sống của mình mà sẵn sàng đánh đổi người khác thay thế. Mà theo lời của Jinbe và Big Mom đã nói, đến hải tặc còn có cái đạo lý của mình. Trong số 11 thiên tinh thuộc thế hệ tồi tệ, chỉ có Killer và Zoro là không phải thuyền trưởng của một băng hải tặc. Tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, Killer có mức tiền truy nã là 162 triệu berry, còn hiện tại là 200 triệu berry. Có thể thấy trong 2 năm số tiền truy nã của Killer cao hơn tất cả những hải tặc còn lại khác, đơn giản vì băng hải tặc Kid là băng hải tặc tàn phá và gây thiệt hại cho dân thường nhiều nhất. Ngoài ra với tôi, Killer là người bất hạnh nhất so với những hải tặc còn lại. Killer đã bị Orochi lừa dối ăn trái quỷ Smile lỗi và không có được năng lực. Nói nôm na, Killer chỉ biết cười những tên research của băng hải tặc bách thú. Sức mạnh chính của Killer đến từ hai lưỡi hái gắn vào tay và sử dụng sóng âm. Trong những chapter gần đây, Killer đã sử dụng sóng âm để tấn công Kaido. Đòn tấn công đã thật sự đả thương được Kaido từ bên trong, khiến Kaido mắt trắng bệch khi bị Orochi ép làm thuộc hạ với biệt danh sát thủ Kamazo. Đồng đội Zoro thì thấy khoảng cách giữa Killer và Zoro là khá xa. Bởi khi nghiêm túc chiến đấu, Zoro thật sự đáng sợ. Hiện tại Killer đang đối đầu với Hamkin và tôi tin rằng dù vất vả nhưng Hamkin vẫn sẽ thắng. Sẽ có rất nhiều bạn hỏi tại sao tôi xếp Killer trên cả Hamkin. Như đã nói ở trên, đến hải tặc còn có cái đạo lý của mình thì không có lý do gì để tôi xếp Killer trên Hamkin. Xét về góc độ của một hải tặc, Killer sẵn sàng vì thuyền trưởng của mình mà chấp nhận mọi thứ, kể cả việc làm tay sai cho Orochi, dám cùng thuyền trưởng của mình chống lại Kaido mặc dù biết được là không thể. Và mới đây khi Oda xếp Killer có mặt trên đỉnh Onigashima cùng với Luffy, Kid, Law và Zoro chiến đấu với hai tứ hoàng là Kaido và Big Mom, đủ biết được rằng Oda đánh giá cao Killer như thế nào. Trong số những hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ thì Orochi là người có số tiền truy nã thấp nhất. 2 năm trước có số tiền truy nã là 108 triệu berry. Không biết có phải vì là nhà sư mà Orochi ít giết người và phá hoại như băng hải tặc Kid hay không, nhưng nếu so sánh về sức mạnh, tôi đánh giá cao Orochi cao hơn cả Hamkin và Killer. Sở hữu năng lực của một trái ác quỷ hệ Paramecia chưa rõ tên cho phép chuyển đổi tất cả những sát thương nhận được trở thành cơ bắp. Tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, Orochi đã dễ dàng đánh bại một người máy sinh học chỉ bằng một cú đấm đầy uy lực. Sau time skip, Orochi còn đánh bại một trong những tư lệnh ngọt của Big Mom là Snacker, kẻ có mức tiền truy nã là 600 triệu berry, cao gấp 6 lần Orochi. Mặc dù sau đó Orochi đã bị một tư lệnh ngọt khác là Charlotte Cracker đánh bại và vẫn kịp trốn thoát khỏi xứ sở Totoland. Hiện lại Orochi đang dưỡng thương tại một hòn đảo trên trời, nơi mà tứ hoàng Kaido bách thú chọn để tự tử. Vị trí tiếp theo là Capon Bege, là một hải tặc đến từ vùng biển Tây, được Oda lấy ý tưởng từ thành trùm mafia cái tiếng Abune người Mỹ. Giống như Luffy và Kid, Bege là người có tham vọng lớn khi cưới đứa con gái của Big Mom về làm vợ và phải tham vọng hạ bệ tứ hoàng Big Mom. Trước time skip, Bege có số tiền truy nã là 138 triệu berry. Còn hiện tại với những gì diễn ra tại Totoland ám sát tứ hoàng Big Mom thì số tiền đó đã tăng lên rất nhiều, 350 triệu berry. Là một hải tặc mang dáng dấp một bố già mafia nên Bege mang trong mình sự ma mảnh, xảo quyệt, biết nhìn xa trông rộng, biết né tránh những nhân vật mạnh mẽ nếu không thật sự cần thiết. Điển hình là với Neko Mamushi tại đảo Yu và Kyoru tại Sabaody 2 năm trước. Là một người cha, là một người chồng có trách nhiệm. Ở chapter 886, với những câu nói của Bege với con mình khiến tôi thật sự ấn tượng. Mang tính cách của một bố già mafia chính hiệu, sở hữu năng lực trái quỷ hệ Paramecia Shiro Shiro no Mi cho phép Bege tạo thành một pháo đài bên trong cơ thể mình. Ngoài ra Bege còn có thể biến thành một lâu đài kiên cố với sức chịu đựng rất tốt. Bằng chứng là Bege có thể trụ được những đòn tấn công rất mạnh từ Big Mom. Sẽ có rất nhiều người hỏi vì sao tôi xếp Bege cao hơn đại sư Orochi. Mặc dù Orochi có thể đánh bại được Snacker, một tư lệnh ngọt của tứ hoàng Big Mom, nhưng nếu so sánh về sức mạnh tổng lực, hai kết quả của một trận chiến, tôi tin rằng Bege mạnh hơn hẳn Orochi. Bởi Bege không phải là người mạnh về thế giác mà nó thiên về chiến thuật. Đứng vị trí thứ 7 này, Abu là một thanh niên trà đĩa có nghề tại Wano, một thuộc hạ của Kaido chuyên đi thu phục những băng hải tặc khét tiếng khác về làm thuộc hạ cho tứ hoàng Kaido bách thú, dẫn đầu đám number chinh phục những thành phố chống đối lại Kaido. 2 năm trước, Abu có số tiền truy nã là 198 triệu berry, còn hiện tại là 350 triệu berry, là ngọn ngành của sự tan vỡ liên minh Kid. Chính Abu đã bắn đứng Kid và Hamkin dẫn dụ Kaido đánh bại băng hải tặc Kid. Hamkin thì cũng phải cúi đầu chấp nhận làm lính dưới trướng Kaido nhằm sống sót. Abu là người thuộc tộc tay dài, sức mạnh chính là một trái quỷ hệ Paramecia chưa rõ tên, giúp có thể hắn có thể biến đổi thành những nhạc cụ, đầu tấn công đối thủ bằng sóng âm đầy uy lực mỗi khi họ nghe thấy âm thanh đó. Nếu ở quần đảo Sabaody 2 năm trước, Abu dễ dàng tấn công và cắt đứt cơ thể vô đốc Kizaru làm nhiều phần, hay mới đây tấn công Zoro và Luffy với sức thương cực kỳ lớn, để rồi sau đó nhờ đến Killer nói rằng chỉ cần bị trả lại thì đòn tấn công sẽ không có tác dụng. Bằng một pha chân ngô lấy tiếng sau khi chọc nhận Zoro, Zoro dễ dàng hạ ngục Abu chỉ bằng một trận chiến duy nhất. Hiện tại Abu đang chiến đấu với ông trùm Hiro Roha và Ixtrek, một cựu Tobi Rappo. Theo tôi, Abu có sở hữu hai cây quan sát mà không có hai cây vũ trang. Theo lời Ixtrek thì Abu chính là tên hải tặc ghê tởm nhất từng gặp. Mà như thế nào thì phải hỏi Kid và Hamkin.
Vị trí tiếp theo thuộc về Xrex, một trong 6 Tobi Robo của băng hải tặc bách thú. Có món tiền truy nã là 220 triệu berry. Tuy nhiên mới đây Oda tiết lộ Xrex là đội trưởng của đội đặc nhiệm hải quân bí mật Edwards cài cắm vào băng hải tặc bách thú. Vậy nên dễ hiểu vì sao 2 năm trước, sau cái chết của tứ hoàng râu trắng, Xrex nhanh chóng gây sự chú ý đến tứ hoàng Kaido bằng cuộc tấn công tới hòn đảo mà Kaido yêu thích. Qua lời của ông lão thợ rèn Hidetsu, dù chưa mới gia nhập băng hải tặc bách thú hơn 1 năm trước, thế nhưng Xrex đã trở thành một trong 6 Tobi Robo, chỉ đứng sau ba Okanban và tứ hoàng Kaido. Điều này cho thấy Xrex mạnh như thế nào. Xrex sở hữu năng lực trái quỷ Zon của đại khủng long Allosaurus, cho phép biến hình thành một loại khủng long Allosaurus ăn thịt cực lớn. Ở quần đảo Samoni 2 năm trước, Xrex trong màn Zon của mình có thể cắn đứt đầu của một người máy sinh học. Hay ở Wano, mặc dù Xrex trong hình dạng khủng long to lớn nhưng vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Trong trận chiến với Sanji, với một người có hai kỳ quan sát tốt nhất trong băng mũ rơm, vũ khí của Xrex là một thanh kiếm và một chiếc rìu trong dạng người. Còn ở dàn Zon là những cú táp và cú quật đuôi đầy uy lực, cũng là 11 siêu tân tinh. Thế nhưng Xrex lại có những bước tiến vượt bậc hơn so với Abu và Hamkin, bởi ở thời điểm hiện tại, chức vụ trong băng hải tặc bách thú của Xrex cao hơn cả Abu và Hamkin. Vậy nên đó là lý do vì sao tôi xếp Xrex trên cả hai. Vị trí tiếp theo tôi dành cho Yoro, thánh mùa đường của băng mũ rơm. Tại quần đảo Samurai 2 năm trước, Yoro có mức tiền truy nã là 120 triệu berry. Nhưng ngay lúc này mà nó đã tăng lên 320 triệu berry, một con số đáng kể. Oneby đang ở Wano, nơi sản sinh ra những samurai vĩ đại. Thì theo tôi, Yoro phải là ngôi sao của những vòng cung này. Đây là nơi mà Yoro sẽ soi sáng và nó đã đúng. Với những gì đang diễn ra, mọi thứ còn hơn cả sự mong đợi. Sau khi trả lại thanh kiếm thu thủy, bảo vật chấn quốc của Wano, Yoro được Hiyori tặng cho thanh kiếm khác là thanh Diêm Vương Ema, một trong hai thanh đại bảo kiếm của cha mình là Kozuki Oden, một samurai vĩ đại của đất nước Wano. Tôi đã có một video nói về sức mạnh của Yoro, vậy nên trong video này tôi sẽ không nói nhiều về nó nữa. Với những thông tin của một vài chapter gần đây, chúng ta thấy được vai trò của Yoro là cực kỳ quan trọng. Ở chapter 1009 mới đây, nếu không nhờ một giây xuất thần của Yoro thì có lẽ cuộc chiến đã sự kết thúc và chiến thắng dành cho hai tứ hoàng Kaido và Big Mom. Đòn tấn công Akai của cả hai có sức công phá vô cùng lớn, gần như bao phủ toàn bộ đảo quỷ Onigashima. Trong giây phút sinh tử đó, tôi nghĩ rằng cái mà Yoro quan tâm chính là sự an nguy của thuyền trưởng của mình. Mà theo lời Mắt Dịu Hồng Mihawk đã nói, khi một người đàn ông vứt bỏ đi ước mơ, niềm kiêu hãnh của mình thì chắc hẳn nó là vì một ai đó. Yoro đã từ bỏ ước mơ của mình để phụ tá Luffy trở thành vua hải tặc. Vậy nên nếu như thuyền trưởng của mình còn không bảo vệ được thì những tham vọng hay ước mơ đó chỉ là những lời nói suông. Mặc dù Yoro rất mạnh và Wano là của Yoro, thế nhưng theo tôi, Yoro vẫn xếp sau một nhân vật tôi yêu thích nhất trong One Piece. Đứng ở vị trí thứ tư là Trafalgar Iwate Law. Tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, Law có mức tiền truy nã là 200 triệu berry. Còn hiện tại mức tiền truy nã của Law là 500 triệu berry và không có dấu hiệu dừng lại. Bởi ngay lúc này tại Wano, Law đang cùng Kid và Luffy thành lập liên minh chống lại hai thứ hoàng Kaido và Big Mom. Tính tới thời điểm hiện tại, Law là nhân vật có tuổi thơ vô cùng bất hạnh và mạng sống của Law là do Corazon đánh đổi, người mà Law mang ơn suốt đời. Vì thế tại băng hải tặc của mình là trái tim, bởi trong tiếng Tây Ban Nha, Corazon chính là trái tim. Để xét về tính cách của một nhân vật thì tuổi thơ là yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy nên dù là một fan cứng của Law nhưng tôi vẫn không dám khẳng định Law tốt hay xấu, thiên thần hay ác quỷ. Tôi sẽ có một video để nói riêng về Law, nhân vật tôi yêu thích nhất trong One Piece. Vậy nên video này tôi chỉ nói đến sức mạnh của Law so với các nhân vật còn lại. Với những chapter gần đây, chúng ta thấy được sức mạnh và vai trò của Law trong cuộc chiến này là vô cùng quan trọng. Giống như BG, tôi đánh giá cao sức mạnh trí tuệ hơn là cơ bắp. Law là người có nhãn quan chiến thuật nhạy bén và sáng tạo, là một sự bổ sung vô cùng quan trọng trong liên minh của Kid và Luffy, là người vạch ra cho Kinemon kế hoạch tấn công lên đảo Onigashima. Với những thông tin ở chapter 996 sau khi tiết lộ tên thật của mình với Robin, tôi tin rằng Law sẽ gắn chặt phần mệnh của mình với băng hải tặc mũ rơm. Đứng ở vị trí thứ ba là Kid ve chai, một thanh niên ăn hành tay cơm tại Wano. Tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, Kid có số tiền truy nã là 315 triệu berry, cao hơn cả Luffy. Ngay lúc này số tiền truy nã của Kid là 470 triệu berry. Sau time skip, nếu như Luffy và Law nhắm vào tứ hoàng Kaido bách thú, thì Kid cùng liên minh của mình nhắm vào tứ hoàng xanh tóc đỏ. Chắc có lẽ bắt nguồn từ việc tứ hoàng xanh tóc đỏ đã chặt đứt cánh tay của mình trong một lần chạm trán. Điều là tóc đỏ, thế nhưng số phận của hai người lại không giống nhau. Một người được các thành viên trong băng hết lòng trung thành, nói nôm na là bắt bại, còn người kia thì bị liên minh bắn đứng và tiếp tục thất bại trước Kaido. Kid có sở hữu Hage Bá Vương giống Luffy và mang trong mình năng lực của một trá quỷ hệ Paramecia chưa rõ tên, cho phép Kid có thể đẩy hoặc hút hết tất cả các kim loại trong một bán kính rộng, hoặc tạo ra một con robot khổng lồ bằng những kim loại đó. Giống như Law, Kid đang liên minh cùng với Luffy chống lại hai tứ hoàng Kaido và Big Mom. Mặc dù chưa đụng độ với Luffy, nhưng với một vài thông tin ở chapter gần đây, tôi tin rằng Luffy mạnh hơn. Vậy nên dễ hiểu vì sao lúc này tôi chọn Kid đứng sau Luffy. Vị trí tiếp theo là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc tương lai. Tại quần đảo Sabaody 2 năm trước, Luffy có mức tiền truy nã là 300 triệu berry, còn hiện tại là 1 tỷ 500 triệu berry, một con số khủng khiếp trong một siêu tân tinh. Xét về cấp độ sức mạnh, Luffy mạnh hơn Kid, sử dụng ba loại Haki thuần tục, Haki Bá Vương, Haki quan sát cấp độ cao nhất, nhìn thấy được tương lai gần, Haki vũ trang cấp độ cao nhất, đã thương đối thủ từ bên trong mà không cần chạm vào chúng. Và mới đây ở chapter 1010, Luffy cũng đã nhận ra được việc truyền Haki Bá Vương vào đòn đánh khiến nó trở nên lệ hại hơn. Tại Wano, Luffy đang cùng liên minh Kid và Law chống lại hai tứ hoàng Kaido và Big Mom. Với việc một mình solo với tứ hoàng Kaido trong dạng nữ người nữ thú, dạng mạnh nhất của một người ăn trái quỷ hệ Zon, phần nào cho thấy Luffy đang trở nên mạnh mẽ hơn đẳng cấp của một tứ hoàng. Nhưng dẫu vậy, Luffy vẫn xếp thứ hai trong video này. Bởi ngay lúc này Luffy vẫn chưa so sánh được với một hải tặc. Hải tặc được xem là mưu mô nham hiểm xảo quyệt bậc nhất trong One Piece. Kẻ đó không ai khác chính là Râu Đen, kẻ đã núp sau cái bóng của tứ hoàng Râu Trắng, người đàn ông mạnh nhất thế giới, người đã cưu mang và nuôi chạy Râu Đen, để rồi chính Râu Đen quay lại phá nát cái gia đình mà ông ngày công gây dựng.
nuôi vật vật trả ơn mà nuôi người người báo oán. Với tôi trong trường hợp này nó đã đúng. Tôi không biết trước time skip số tiền truy nã của Rodan là bao nhiêu. Thế nhưng ngay lúc này, Tứ Hoàng Rodan có số tiền truy nã là 2.247.600.000 Mary, cao nhất trong số 11 tiêu thân tinh thuộc thế hệ tồi tệ. Nhưng nếu để so sánh với ba Tứ Hoàng còn lại, nó không là gì cả. Dẫu vậy, Rodan cũng chỉ mới bắt đầu hoạt động 2 năm trước, vì vậy tôi tin rằng số tiền truy nã của sẽ không dừng lại ở đó, mà nó sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Rodan là người đầu tiên sở hữu năng lực khai trái ác quỷ. Trái quỷ mạnh nhất hệ Paramecia, Gura Gura lấy được từ Tứ Hoàng Rau Trắng. Trái còn lại là Yami Yami, một trái ác quỷ hệ Logia. Trong số tất cả những loại trái ác quỷ thì trái ác quỷ này là hung ác và bá đạo nhất. Vậy nên Rodan đã sẵn sàng giết cả đồng đội của mình để đoạt lấy nó, mặc dù biết rằng đây là trọng đội trên tàu của búa già Rau Trắng. Rodan là Tứ Hoàng duy nhất không sở hữu Haki Bá Vương. Với việc đang truy lùng những trái quỷ mạnh mẽ để củng cố cho các thành viên của mình thì Rodan đã có tham vọng rất lớn, thậm chí còn lớn hơn Robby Seabed, người đã chết 38 năm về trước tại biến cố Godfrey. Tôi tin rằng Rodan sẽ tiếp tục đi lại con đường của Robby Seabed còn dang dở. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi tôi chọn Rodan là nhân vật mạnh nhất, nham hiểm nhất trong số 11 siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ. Trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về xếp hạng của 11 siêu tân tinh thuộc thế hệ tồi tệ. Theo ý kiến và cảm nhận riêng của cá nhân tôi, có thể tôi và anh em sẽ không giống nhau, nhưng tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để nhận thông báo những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.